hiểu về cái hội chứng thiếu máu. Trong cái buổi ngày hôm nay cô các bạn sẽ cùng tìm hiểu thế nào là cái hội chứng xuất huyết ha. Cái hội chứng xuất huyết được định nghĩa như thế nào, nó có những cái triệu chứng nó làm sao, và khi hỏi bệnh thăm khám thì chúng ta chú ý đến những cái điểm gì, những cái triệu chứng gì ha. Cũng như là ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu là vậy thì hội chứng xuất huyết nó có những cái nguyên nhân gì thường gặp ha. Thì cô sẽ bắt đầu đi vào bài giảng luôn. Chiều hôm nay cô trình bày cho mấy bạn ba bài. Cái bài thứ nhất là bài hội chứng xuất huyết, và hai cái bài nữa là chẩn đoán lớp to và chẩn đoán hạch to. Thế thì trước hết là chúng ta sẽ đi vào cái định nghĩa thế nào được gọi là xuất huyết. Thế thì cô nhắc lại, xuất huyết là một hội chứng em nhé. Xuất huyết là một hội chứng chứ không phải là một bệnh. Giống như thiếu máu vậy, chúng ta không có bệnh thiếu máu, chúng ta có hội chứng thiếu máu. Và hội chứng thiếu máu thì nó cũng do rất nhiều những cái nguyên nhân gây ra. Và hội chứng xuất huyết thì định nghĩa thế nào gọi là hội chứng xuất huyết? Xuất huyết hay còn gọi là chảy máu mấy em, hay còn gọi là chảy máu. Thế là định nghĩa là cái tình trạng máu mà thoát ra khỏi cái hệ thống tuần hoàn, không? Thoát ra khỏi hệ thống tuần hoàn thì người ta gọi là xuất huyết, hay người ta còn gọi là chảy máu. Thế thì khi mà máu chảy ra khỏi hệ tuần hoàn thì nó có thể là thoát ra khỏi hệ tuần hoàn nhưng vẫn ở trong cơ thể, vẫn ở trong cơ thể thì người ta còn gọi là xuất huyết nội, hoặc là máu thoát ra khỏi cái hệ tuần hoàn mà chảy ra ngoài qua các cái lỗ tự nhiên, qua các cái cửa tự nhiên, ví dụ như là qua mũi, qua miệng, qua mắt, qua tai, qua âm đạo, hậu môn, vân vân. Hoặc là một cái trường hợp thứ ba đó là máu thoát ra khỏi hệ tuần hoàn mà đi vào dưới da, người ta còn gọi là xuất huyết dưới da, qua những cái tổn thương ở trên da, hoặc là qua những cái tổn thương trên da. Thế thì hội chứng xuất huyết như cô đã nói ban đầu nó có rất nhiều nguyên nhân, và dựa vào cái cơ chế đông cầm máu, người ta chia những nhóm nguyên nhân gây xuất huyết làm ba cái nhóm chính. Thứ nhất là cái nhóm do thành mạch, thứ hai là do tiểu cầu, và cái thứ ba là khi rối loạn các cái yếu tố đông cầm máu, hoặc hay còn nói là hay còn gọi là cái nhóm nguyên nhân tại huyết tương, cái thành phần đông cầm máu trong huyết tương. Thế thì nhắc lại một xíu về cái sinh lý đông cầm máu. Thì khi mà máu thoát ra khỏi cái lòng mạch thì cái hệ thống đông cầm máu của chúng ta nó sẽ hoạt động, nó sẽ được kích hoạt để mà ngăn chặn cái lượng máu, hay nói cái khác là để cầm máu. Thì trên đây là một cái hình minh họa cho mấy em nhớ lại cái quá trình đông cầm máu. Đây là một cái ví dụ khi mà cái mạch máu nó bị tổn thương. Đây là một cái ví dụ trường hợp là mạch máu bị tổn thương em nhé. Đây là một cái cơ chế thôi, trong để nhắc lại về cái sinh lý đông cầm máu thôi. Khi mà cái mạch máu bị tổn thương thì cái cơ chế đầu tiên đó là cái cơ chế tại thành mạch. Cái thành mạch nó sẽ làm gì? Nó sẽ co mạch tại chỗ. Và cái giai đoạn tiếp theo thì nó sẽ hình thành cái nút tiểu cầu, hay nói cách khác là kết dính tiểu cầu. Sang cái giai đoạn thứ ba thì nó sẽ hoạt hóa cái hệ nó sẽ hoạt hóa cái quá trình đông cầm máu bằng cái mạng lưới fibrin, và hoạt hóa các cái yếu tố đông máu để mà tạo thành cái cục máu đông nha. Và cái giai đoạn tiếp theo đó là giai đoạn co cục máu đông, co cục máu đông và tiêu sự huyết nha. Thế thì dựa vào cái sinh lý đông cầm máu này để mà chúng ta sẽ thấy là khi mà bất thường bất kỳ một cái yếu tố nào hoặc là rối loạn bất kỳ một cái giai đoạn nào của quá trình đông cầm máu thì đều có thể dẫn tới cái hiện tượng hay là cái hội chứng xuất huyết. Thế thì như cô đã trình bày, người ta sẽ chia làm ba cái nhóm nguyên nhân. Nhóm nguyên nhân thứ nhất đó là cái nhóm nguyên nhân do thành mạch. Cái nhóm nguyên nhân thứ hai là cái nhóm nguyên nhân do tiểu cầu. Thì trong cái nhóm nguyên nhân do tiểu cầu thì nó chia làm hai cái nhóm nhỏ. Một là cái bất thường số lượng tiểu cầu, hay nó khác là giảm cái số lượng tiểu cầu. Và cái nhóm thứ hai đó là cái nhóm nguyên nhân mà giảm cái chức năng của tiểu cầu, hay còn gọi là nhược tiểu cầu đấy.
thì cô với bà sẽ trình bày kỹ hơn ở cái phần chẩn đoán nguyên nhân xuất huyết. Cái nhóm nguyên nhân thứ ba đó là nhóm nguyên nhân gây rối loạn các cái yếu tố đông máu, có thể là những cái yếu tố đông máu nội sinh hoặc là những cái yếu tố đông máu ngoại sinh. Vậy thì cái mục tiêu chính ngày hôm nay đó là các bạn phải nắm được cái cách khám và phát hiện hội chứng xuất huyết. Vậy thì khám trên lâm sàng bao giờ chúng ta cũng có những cái bước chính không thể mà bỏ qua được. Một là hỏi bệnh và cái thứ hai là khám bệnh để phát hiện các cái triệu chứng xuất huyết. Vậy thì hỏi bệnh các bạn cũng lưu ý trong bất kỳ các cái bệnh cảnh nào thì chúng ta luôn hỏi bệnh để mà thứ nhất xác định được cái lý do vào viện. Cái thứ hai đó là cái bệnh sử từ khi khởi phát bệnh cho đến khi bệnh nhân thăm khám. Và cái thứ ba đó là hỏi về về tiền sử. Thì trong cái bệnh sử các bạn cần chú ý khai thác để mà xác định cái hoàn cảnh xuất huyết. Thì đối với cái hoàn đối với cái bệnh cái hội chứng xuất huyết thì các bạn lưu ý đến cái hoàn cảnh xuất huyết. Thì mình hỏi như thế nào để mà xác định cái hoàn cảnh xuất huyết? Thế thì hỏi cái bệnh nhân cái triệu chứng xuất huyết. Triệu chứng xuất huyết của bệnh nhân có thể là chảy máu dưới da như cô trình bày trong định nghĩa, có thể là bệnh nhân bị xuất huyết dưới da hoặc là chảy máu qua các cái cửa tự nhiên, hoặc có thể là xuất huyết ở ở tạng ở nội tạng, vân vân. Thì cái triệu chứng đó nó xuất hiện tự nhiên hay là sau cái va chạm hay là sau cái tình trạng chấn thương, đó là cái câu hỏi đầu tiên mà chúng ta cần phải xác định. Nó sẽ giúp ích để mà mình đánh giá cái nguyên nhân, cái nguyên nhân xuất huyết cũng như là cái mức độ xuất huyết Ngoài ra trong phần hỏi bệnh thì các bạn chú ý tìm những cái dấu hiệu xuất huyết, hỏi bệnh để tìm những cái dấu hiệu xuất huyết. Cô ví dụ như bệnh nhân có nôn ra máu, đó là một cái dấu hiệu của hội chứng xuất huyết tiêu hóa trên, hoặc là bệnh nhân đi cầu phân đen, hoặc là bệnh nhân đi cầu ra máu trong hội chứng xuất huyết tiêu hóa dưới. Rồi bệnh nhân có thể là có các cái triệu chứng của xuất huyết ở tử cung, xuất huyết ở nội tạng, cụ thể là ở tử cung, ví dụ như là bệnh nhân có tình trạng rong kinh, rong huyết nha, hoặc là những cái dấu hiệu của chảy máu xương răng, chảy máu mũi, vân vân. Thì chúng ta phải hỏi để mà biết rằng cái hội chứng xuất huyết này nó xuất huyết ở đâu, nó là xuất huyết dưới da hay là nó xuất huyết ở tạng hay là xuất huyết ở niêm mạc. Đồng thời các bạn cũng hỏi bệnh để tìm các cái triệu chứng kèm theo, giúp mình định hướng chẩn đoán cái nguyên nhân của xuất huyết. Cái thứ hai đó là các bạn hỏi về cái tiền sử bản thân. Cái tiền sử bản thân rất có giá trị trong chẩn đoán hội chứng xuất huyết nha, có chẩn đoán điểm đó. Vậy cụ thể thì chúng ta hỏi cái gì trong tiền sử, quan tâm những thông tin gì trong tiền sử của bệnh nhân xuất huyết? Thế thì khai thác về tiền sử, các bạn phải chú ý thứ nhất bao giờ mình hỏi về tiền sử của bản thân, thứ hai là hỏi về cái tiền sử gia đình. Cái tiền sử bản thân bạn hỏi những câu hỏi gì, đặt những câu hỏi gì. Thế thì mình hỏi bệnh nhân cái tình trạng xuất huyết, cái tình trạng chảy máu này nó có từ bao lâu rồi, đúng không? Và từ khi còn nhỏ thì bệnh nhân có các cái tình trạng chảy máu khó cầm hay không, đúng không? Trong tiền sử có bao giờ có cái tình trạng rong kinh, rong huyết hay không? Cái điểm thứ ba đó là các bạn hỏi về cái tiền sử sử dụng thuốc. Người ta thấy rằng có một số cái thuốc nó có thể là gây ra cái hội chứng xuất huyết, có thể là gây giảm cái số lượng của tiểu cầu hoặc là gây ức chế cái quá trình đông cầm cầm máu, ví dụ như một số cái thuốc trên lâm sàng như là thuốc aspirin. Thuốc aspirin là cái thuốc trong cái nhóm chống cái tập tiểu cầu anh em ha, hoặc là Sintrom, những cái thuốc chống đông kháng vitamin K, một số các cái thuốc mà điều trị ung thư hoặc là điều trị các cái điều trị những cái bệnh lý ung thư, những cái bệnh lý ác tính bằng xạ trị, nó cũng có thể là ảnh hưởng đến cái chức năng tạo máu của tủy xương, ảnh hưởng đến cái chức năng của tiểu cầu và nó gây ra cái hội chứng xuất huyết. Hoặc là trong tài liệu của cô gửi cho mấy em á, thì nó cũng có một cái ví dụ như là mình hỏi trong tiền sử sử dụng phân rôm, phân rôm đấy, phân rôm ở trẻ em đấy, đối với những cái bệnh nhân đối với trẻ sơ sinh, trẻ sơ sinh mà trẻ nhỏ, thì không biết các bạn có còn nhớ cái câu chuyện về
một cái bệnh lạ, một cái bệnh lạ gây xuất huyết ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh vào khoảng năm năm 1980 81 đấy ha. Thì người ta thấy là trong vòng 3 tháng ha, một tài liệu ghi nhận trong vòng 3 tháng ha, ở thành phố Hồ Chí Minh thì có gần đến 200 trẻ, chủ yếu là trẻ sơ sinh bị tử vong, đúng không? Và có nó có liên quan đến lại cái rối loạn đông cầm máu. Và khi mà người ta điều tra thì người ta thấy là nó có liên quan đến cái thói quen sử dụng phấn rôm, không? Đây là phấn rôm giả nha. Và do cái lợi nhuận kinh tế mà người ta sử dụng cái chất warfarin, chất warfarin kháng vitamin K đấy, trộn với các cái thành phần khác nữa ở trong cái phấn rôm, và nó gây rối loạn đông cầm máu ở trẻ. Hoặc là bệnh nhân có cái tiền sử có tiếp xúc, hoặc là có cái tiếp xúc hay là có cái nguy cơ ngộ độc với thuốc diệt chuột hay không, trong cái thuốc diệt chuột nó cũng chứa cái chất warfarin lắm nha. Một số các cái bệnh lý mà có thể ảnh hưởng đến rối loạn đông cầm máu, ví dụ như các bệnh lý về gan mật, các bệnh lý về gan mật, hoặc là một số các cái bệnh lý hệ thống, ví dụ như là lupus ban đỏ, hoặc là bệnh nhân trong tiền sử có các bệnh lý gì về máu hay không, các cái bệnh lý về máu chẳng hạn như là các cái bệnh về bạch cầu ha, leukemia vân vân, thì chúng ta phải phải hỏi hết. Ngoài cái tiền sử bản thân thì các bạn phải hỏi để nắm được cái tiền sử gia đình. Có một số các cái bệnh lý về máu, đặc biệt là các cái bệnh lý gây chảy máu khó cầm đấy, chảy máu khó cầm có cái yếu tố di truyền, thế thì cô và các bạn sẽ tìm hiểu sâu trong phần nguyên nhân. Đó là phần hỏi bệnh, các bạn chú ý cho cô một số các cái đặc điểm mà cô vừa trình bày. Thế còn khám bệnh thì sao? Thế thì khám và phát hiện hội chứng xuất huyết, dựa vào cái vị trí xuất huyết thì người ta chia làm lại ba cái dạng. Một là xuất huyết dưới da, thứ hai là xuất huyết niêm mạc, và cái thứ ba đó là xuất huyết ở ở tạng. Thì trong ba cái dạng xuất huyết thì xuất huyết dưới da, đây là cái triệu chứng, đây là cái tình trạng xuất huyết thường gặp nhất trong hội chứng xuất huyết, thường gặp nhất, thường thường gặp nhất, và nó có những cái đặc điểm, nó có một số các cái đặc điểm như thế này. Thế thì cái vị trí xuất huyết ở dưới da thì thường là xuất huyết ở nhiều vị trí, có thể là bất kỳ cái vị trí dưới da nào trên cơ thể, và tùy vào cái nguyên nhân mà nó có thể là khu trú nhiều, gặp nhiều hơn ở một số các cái vị trí. Và cái đặc điểm thứ hai đó là cái số lượng hay là cái mức độ xuất huyết dưới da, nó sẽ tùy thuộc vào cái mức độ nặng nhẹ, nó thể hiện cái mức độ nặng nhẹ của cái nguyên nhân gây gây xuất huyết. Và có hai cái đặc điểm mà cô in đậm để tại sao là để vì sao để in đậm lên như thế này. Đây là hai cái đặc điểm quan trọng mà giúp chúng ta phân biệt xuất huyết dưới da với những cái nguyên nhân khác nha. Thì các bạn nhớ cái đặc điểm thứ nhất đó là các cái nốt, các cái chấm ha, cái vị trí mà xuất huyết dưới da thì nó sẽ cái màu sắc nó sẽ thay đổi theo thời gian. Thế vì sao nó lại có cái sự thay đổi màu sắc theo thời gian nhỉ? Các bạn nào biết không? Cô mời bạn Mỹ Lệ này. Bạn Mỹ Lệ, bạn trong thị Mỹ Lệ nè. Máy của bạn mic bị sao cô ơi, bạn có nói bên ấy mà không được. Biết của bạn bị hư rồi, tôi cảm ơn em. Cô mời bạn khác nè, cô mời bạn Lê Xuân Bắc nè. Nếu cô là nó thay đổi cái màu sắc theo thời gian là do nó tiêu hủy hồng cầu, khi mà xuất huyết ra thì hồng cầu nó ly giả thì nó thay đổi màu. Cái hồng cầu nó ly giả như thế màu màu cô cảm ơn em, bạn gì cũng nói có ý đúng ha. Thế thì xuất huyết có nghĩa là khi máu nó thoát ra khỏi lòng
ra khỏi cái hệ thống tuần hoàn khớp, ra khỏi lòng mạch, đúng không? Và hồng cầu thì nó cũng sẽ chết theo thời gian, khi mà nó vỡ ra, nó vỡ ra và nó giải phóng hemoglobin là nó sẽ có trình thoái hóa hemoglobin, đúng không? Và các cái sản phẩm thoái hóa theo thời gian qua theo thời gian ha, đấy thì nó sẽ nó tạo ra cái sự chuyển đổi màu tại cái vùng xuất huyết ha. Và lúc đầu thì nó màu đỏ ha, sau đó thì nó chuyển sang màu tím, màu vàng rồi màu xanh ha. Thì có lẽ là các bạn cũng từng quan sát ha, từng quan sát có thể là mình bị một cái xuất huyết vì sau va chạm gì đấy, và mình thấy là cái vùng xuất huyết nó cũng thay đổi màu theo thời gian, và sau đó thì nó không để lại di chứng gì nha, không để lại một cái di chứng gì tại cái vùng da có xuất huyết. Một cái đặc điểm thứ hai đó là nếu như chúng ta căng da thì nó không mất, căng da nó không mất. Để mà phân biệt với những cái trường hợp khác, ví dụ như là những cái ban hoặc là cái trường hợp mà bị mũi đốt chẳng hạn ha, vân vân. Thế thì dựa vào cái kích thước của cái đám xuất huyết, người ta sẽ chia làm những cái dạng xuất huyết sau. Thứ nhất là chấm xuất huyết ha. Chấm xuất huyết nếu như nó nhỏ hơn cái đường kính đó, nhỏ chỉ khoảng bằng đầu tâm 1 đến 2 mm thì người ta gọi là chấm xuất huyết nha. Và những cái chấm xuất huyết này thì người ta thấy là ghi nhận thường gặp nhất là cái nguyên nhân mà xuất huyết do những cái mạch máu nhỏ nha, do tổn thương những cái mạch máu nhỏ. Cái dạng thứ hai là khi mà cái đường kính của các cái nốt xuất huyết từ khoảng từ 3 đến 10 mm thì người ta gọi là các cái nốt xuất huyết, đúng không? Thế thì các em biết cái này để mà chúng ta mô tả cái triệu chứng xuất huyết của bệnh nhân, đúng không? Để nó chính xác. Nếu như đường kính mà lớn hơn 1 cm thì người ta gọi là nếu mà đường kính lớn hơn 1 cm thì người ta gọi là mảng xuất huyết ha, các cái mảng xuất huyết. Đây là cái hình ảnh minh họa nha, chấm xuất huyết dựa vào cái kích thước, các bạn có thể là mô tả đó là chấm xuất huyết, những cái nốt xuất huyết hay là những cái mảng xuất huyết. Cái triệu chứng thứ hai đó là xuất huyết niêm mạc. Cái gì thường gặp trên lâm sàng đó là xuất huyết ở niêm mạc miệng lưỡi ha, hoặc là xuất huyết ở răng lợi. Cái trường hợp mà xuất huyết ở niêm mạc mũi chúng ta hay còn gọi trên dân gian hoặc là mọi người hay gọi là chảy máu cam, đúng không em? Tình trạng xuất huyết ở niêm mạc mũi. Cái hình thái thứ ba đó là xuất huyết ở tạng. Thế thì ba cái hình thái xuất huyết thì xuất huyết nội tạng là nặng nề nhất em nhé, và nó có thể đưa đến tử vong cũng như là nó có thể để lại những cái di chứng nặng nề sau này. Thế thì tùy vào cái cơ quan nội tạng xuất huyết mà nó có các cái triệu chứng. Ví dụ như xuất huyết ở tử cung gây ra cái triệu chứng rong huyết. Thế thì chúng ta phải hỏi về cái triệu chứng kinh nguyệt của bệnh nhân, đúng không? Thì kinh nguyệt kéo dài bao lâu? Người ta định nghĩa là khi mà kinh nguyệt của bệnh nhân mà kéo dài trên 7 ngày, thì gọi là kinh nguyệt kéo dài, gọi là rong kinh rong huyết khi mà kinh nguyệt kéo dài trên 15 ngày, chưa? Hoặc có thể là cái kỳ kinh của bệnh nhân nó thay đổi, nó gần nhau hơn so với bình thường, chưa? Hoặc là xuất huyết ở đường tiêu hóa, xuất huyết ở đường tiêu hóa thì các em cũng đã học ở bên cái chương tiêu hóa rồi. Ví dụ như bệnh nhân bị xuất huyết ở dạ dày, gây ra cái triệu chứng nôn ra máu và đi cầu con đêm, chưa? Hoặc là bệnh nhân có thể là xuất huyết ở ruột non, hoặc là xuất huyết ở đại tràng, vân vân, gây ra cái triệu chứng này có nghĩa là đi cầu ra máu. Ở thận và tiết niệu thì có thể biểu hiện thành cái triệu chứng đi tiểu ra máu. Ngoài ra thì còn có một số các cái triệu chứng khác, ví dụ như xuất huyết ở não, mà não gây ra cái triệu chứng đau đầu, hoặc là những cái dấu hiệu thần kinh khu trú, thì chúng ta sẽ khám để tìm các cái triệu chứng và xác định là cái hội chứng xuất huyết này là xuất huyết tại cái cơ quan nào.
Vậy thì hội chứng xuất huyết, chẩn đoán xuất huyết thì cần phân biệt với những cái trường hợp nào? À, ví dụ như cần phân biệt với từng cái những cái nốt mũi đốt. À, thì cô thử mời một bạn để phân biệt nốt xuất huyết với nốt mũi đốt thì nó khác nhau như thế nào này. À, rất là dễ ha. Bạn Nguyễn Thị Vi nè. Cô mời bạn Vi. Thưa cô, là nốt mũi đốt á, khi mà mình căng da thì nó sẽ mất, còn nốt xuất huyết thì căng da thì cái nó vẫn còn. Rồi, cô cảm ơn bạn. À, cô mời thêm một bạn nữa nhé. Ngoài cái đặc điểm mà bạn Vi vừa nói thì còn cái cách nào để phân biệt hay không? Cô mời bạn Mỹ Ngọc nè. Triệu Mỹ Ngọc. Thôi chào, chào bà. Cô nghe rõ, bà nói to hơn, nói to hơn một xíu. Ngoài cái đặc điểm mà bạn Huy vừa mới nói, đang mưa em, bà cố gắng nói to lên một xíu. Dạ, đang mưa. Thì mà còn hello. Có, cô nghe rõ mà. Cô nghe rõ. Không bị cơm. Cô hỏi phân biệt mũi đốt với lại nốt xuất huyết. Ừ. Thứ nhất là mình căng da nó mũi đốt căng da thì nó lại biến mất, rồi xuất huyết thì không biến mất. Thứ hai nữa là mũi đốt thì có nốt nó có rồ lên xung quanh nó đỏ. Nó đỏ cái diện tích nó lớn hơn cái chấm xuất huyết. Rồi, cô cảm ơn bà. À, thì các bạn nói thì cũng có cái đúng rồi. Cái thứ nhất đó, là những cái vùng mà bị mũi đốt thì thường là những cái vùng da hở, đúng không? Những cái vùng da hở không được che chắn. Ví dụ như ở mặt, chân, tay, đúng không? Cái thứ hai như bạn nói chính xác, cái vị trí mũi đốt thì nó sẽ hơi gồ lên, đúng không? Và bệnh nhân sẽ có cái cảm giác là ngứa, đúng không? Và nếu như chúng ta căng da thì nó không mất. À, và thêm một cái đặc điểm nữa thì cái nốt mũi đốt thì cái tại cái vị trí đó màu sắc nó có thay đổi theo thời gian giống như trong xuất huyết hay không, thì không, đúng không? Và rất là dễ để mà chúng ta phân biệt. Một cái trường hợp thứ hai đó là chúng ta phân biệt với các cái nốt ruồi son hoặc là các cái nốt đỏ ha. Thì mình dựa vào cái đặc điểm là mình có thể, thứ nhất là mình hỏi bệnh nhân ha. Mình hỏi bệnh nhân là cái nốt này xuất hiện từ bao lâu rồi ha. Thì nếu là cái nốt ruồi son hoặc là những cái nốt đỏ thì xuất hiện từ khi còn bé nha, và màu sắc thì nó cũng không thay đổi theo thời gian, chưa? Và những cái trường hợp này thì chúng ta có căng da thì nó cũng không nó không mất nha. Một cái trường hợp thứ ba đó là phát ban, phân biệt phát ban trong các bệnh lý ví dụ như là sởi hay là sốt phát ban hoặc là những cái ban dị ứng đó, thì mình phân biệt như thế nào? Thì đối với những cái phát ban á thì người ta thấy là thường là màu sắc của cái vùng đó là nó đồng đều, không, nó đồng đều ở cái vùng phát ban, không? Thế thì ngược với xuất huyết, ha, ngược với xuất huyết thì tùy vào cái thời gian của cái xuất hiện của cái nốt xuất huyết, không? Và nó sẽ thay đổi theo thời gian, do đó là cái màu sắc thì nó thường không đồng đều. Ngược lại thì phát ban, ha, thì nó xuất hiện cùng lúc và nó không thay đổi cái màu sắc, nó không có thay đổi diễn tiến giống như trong trong xuất huyết, và cái màu da thì nó đồng đều ở cùng một vùng. Đó là cái cách chúng ta phân biệt nhất. Cái thứ hai là nếu chúng ta lấy tay chúng ta căng ra ha, hoặc là lấy miếng xính ấn vào thì tại cái nốt phát ban nó sẽ mất đi nha. Cái thứ hai các bạn, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu các cận lâm sàng hay là những cái xét nghiệm để chẩn đoán hội chứng xuất huyết. Thứ nhất là dựa vào cái nguyên nhân, ba cái nhóm nguyên nhân gây ra hội chứng xuất huyết, đó là nguyên nhân do thành mạch. Thì chúng ta sẽ đi vào cái cận lâm sàng, các cái xét nghiệm để đánh giá chức năng của thành mạch. Cái đầu tiên đó là nghiệm pháp dây thắt, hay các bạn đọc tài liệu, các tài liệu thì nó còn gọi là cái nghiệm pháp Lancet đấy, nghiệm pháp Lancet. Thế không biết là các bạn đã từng nghe đến nghiệm pháp Lancet này chưa, học ở môn sinh lý hoặc là thực hành sinh lý hay sinh lý bệnh thì em đã nghe đến cái nghiệm pháp Lancet này chưa? Và các bạn có biết cách thực hiện cái nghiệm pháp này không? Tôi nhớ là khi mà thực hành sinh lý bệnh là
các bạn có được thực hành đấy. Bạn Phạm Thị Hảo hả? Cũng mời bạn Phạm Thị Hảo xem nào. Dạ, dạ thưa cô, là mình dùng huyết áp mình đo lên tối đa, xong rồi mình xả xuống, xong rồi khi mà cái dấu mà ở dưới cổ tay nó mình tính được trên 18 chấm thì là rồi cô cảm ơn, cô cảm ơn bạn. Chứ vì nghe cô nói, nghe bạn trình bày thì có lẽ là bạn đã từng nghe đến cái niệm pháp giải thích, và trình bày thì nó chưa chính xác lắm. Cô thử mời thêm một bạn nữa nhé, bởi vì cô nghĩ là các bạn đã đi làm đúng không, đa số là các bạn đều đã đi làm thì các bạn cũng đã có thể là đã từng thực hành cái niệm pháp này để chẩn đoán bệnh ở cái tuyến dưới ha. Cô mời bạn Lý Tưởng, Bùi Lý Tưởng. Thưa cô, em có nghe nhưng mà chưa có gặp gì cô. À, bạn có từng nghe nhưng mà chưa thực hành, chưa gặp rồi. Thưa cô, cảm ơn em. Thế thì cái nghiệm pháp này người ta thực hiện như thế này với em ha. Thế thì sau khi mà đo cái huyết áp của bệnh nhân, trước hết chúng ta sẽ đo huyết áp của bệnh nhân ha. Và xác định cái huyết áp của bệnh nhân rồi thì chúng sẽ tính ra cái huyết áp trung bình. Huyết áp trung bình là bằng gì nhỉ? À, bằng hai lần huyết áp tâm phu cộng với huyết áp tâm trương và chia cho 3, đúng không? Xong sau đó thì chúng ta sẽ quấn lại ha, quấn lại cái dải quấn huyết áp đúng không? Và chúng ta bơm đến cái mức huyết áp trung bình của bệnh nhân. Sau đó thì giữ lại trong vòng 10 phút. À, giữ lại trong vòng 10 phút, sau khi mà đạt đến 10 phút rồi thì chúng ta sẽ xả nhanh. À, và quan sát cái vùng da, quan sát cái vùng da phía dưới cái dải quấn huyết áp. À, nếu như mà cái vùng da bình thường với cái sức bền thành mạch bình thường của người bình thường, không có cái bệnh lý gì về thành mạch bạn nhá, thì nó sẽ không xuất hiện các cái nốt xuất huyết. À, trong trường hợp mà cái sức bền thành mạch nó bị giảm, thì khi quan sát cái vùng da bên dưới cái dải quấn huyết áp á, thì nó sẽ xuất hiện những cái chấm, cái nốt xuất huyết. Và khi mà người ta thấy rằng lớn hơn 3 chấm trên 1 mét vuông, cô xin lỗi, trên 1 cm vuông, thì người ta gọi là nghiệm pháp dây thắt dương tính. Yeah. Thế thì cái nghiệm pháp dây thắt dương tính này nó để đánh giá sức bền mạch, và nó cũng có thể là dương tính trong một số những cái trường hợp mà giảm số lượng tiểu cầu hoặc là giảm chất lượng của tiểu cầu. Cái nhóm xét nghiệm thứ hai là cái nhóm xét nghiệm để đánh giá chức năng của tiểu cầu. Thứ nhất là chúng ta đếm số lượng của tiểu cầu, nó có khác là thông qua cái xét nghiệm công thức máu nè, thì mình xem thử là sự thay đổi của số lượng tiểu cầu. Dạ. Yeah. Thì xem thử là cái hội chứng xuất huyết này có phải do nguyên nhân tiểu cầu hay không, số lượng tiểu cầu có bị giảm hay không. Cái thứ hai đó là chúng ta dựa vào cái xét nghiệm mà đánh giá cái thời gian chảy máu. Thời gian chảy máu bình thường là bao nhiêu em? Từ 2 đến 4 phút. Thế thì nếu như cái thời gian chảy máu nó kéo dài, thì có thể gặp trong cái trường hợp là giảm số lượng tiểu cầu hoặc là giảm chất lượng của tiểu cầu. Cái xét nghiệm thứ ba để mà đánh giá chức năng của tiểu cầu đó là thời gian co của máu đông. Thế thì cô nhớ là khi mà đi thực hành môn sinh lý bệnh là mấy em được thực hành tính đo cái thời gian chảy máu này, đo cái thời gian co của máu đông này, đúng không? Thế thì co cục máu đông sẽ không co hoặc là co không hoàn toàn khi mà giảm số lượng tiểu cầu hoặc là giảm cái chức năng của tiểu cầu. Và một cái xét nghiệm thứ tư để đánh giá về tiểu cầu đó là ngưng tập tiểu cầu, thì người ta sẽ cho ngưng tập tiểu cầu với một số các cái chất, ví dụ như là collagen hoặc là ADB hoặc là adrenaline, đúng không? Mình xem thử là tiểu cầu nó có ngưng tập hay không, đúng không? Thế thì nếu như mà ngưng tập tiểu cầu mà giảm, mình có thể gặp trong cái trường hợp là giảm chức năng của tiểu cầu. Cái nhóm xét nghiệm thứ ba đó là những cái xét nghiệm để đánh giá các cái yếu tố đông máu trong huyết tương. Thứ nhất là thời gian quýt hay là tỷ lệ phức hợp của prothrombin.
Thế thì đây là cái xét nghiệm để đánh giá con đường đông máu ngoại sinh nha, con đường đông máu ngoại sinh. Cụ thể thì con đường đông máu ngoại sinh nó liên quan đến những cái yếu tố đông máu nào nhỉ? Các bạn nào biết không? Các bạn nào còn nhớ không? Bạn Minh Khang. Cô là 1, 3, 5, 7, 9, 11, 10, 11, 12, 13. Nhiều vậy hả bạn? Rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Bạn có nêu có một bài một vài yếu tố thì đúng ha. Cái tỷ prothrombin hay là cái phúc cái phúc là prothrombin các em prothrombin thì nó liên quan đến đây là những cái yếu tố đông máu mà những cái yếu tố đông máu mà do gan tổng hợp đây lên nên đấy ha. Yếu tố 2, yếu tố 5, yếu tố 8 và yếu tố 10 nha, và yếu tố 10. Thế thì khi mà chúng ta làm cái xét nghiệm tỷ prothrombin là thời gian quýt hoặc là INR thì nó sẽ đánh giá là cái đánh giá những cái yếu tố đông máu này ha, những yếu tố đông máu này. Cái thứ hai đó là cái xét nghiệm. Cho em hỏi tí ạ. Cái mà các yếu tố đông máu ngoại sinh đó cô bữa cô Nguyệt dạy bọn em là yếu tố 2, 5, 7, 10 còn yếu tố 8 là nó có nằm bên chỗ đông máu nội sinh. À, Không biết là cái rồi. Rồi, cảm ơn bạn. dạ, không biết là cái nào đúng tại vì Rồi, để cô xem lại thế nha. Yếu tố 2, yếu tố 2, cô xin lỗi. Yếu tố 2, yếu tố 8, yếu tố 2, yếu tố 5, yếu tố 7 và yếu tố 10 em nhắc nha. Còn yếu tố 8, chính xác, yếu tố 8 là cái yếu tố để đánh giá con đường trong đó nội sinh. Rồi, cảm ơn bạn ha. Đúng rồi, bạn nhắc để cho các bạn khác cũng lưu ý chỗ này. Thứ hai là cái nhóm xét nghiệm về thời gian ABTT ha, hoặc là cái tỷ ABTT bệnh trên ABTT chứng ha. Thì đây là một cái xét nghiệm để đánh giá con đường đông máu nội nội sinh ha. Thì bình thường hay cái ý nghĩa của thời gian ABTT này chính là cái thời gian thromboplastin từng phần được hoạt hóa thì các bạn về nhà đọc lại thêm về cái sinh lý đông tầm máu cho cô nha. Thì bình thường cái thời gian ABTT từ khoảng bao nhiêu em? Từ khoảng 30 đến 40 giây. 30 đến 40 giây. Và khi có rối loạn cái con đường đông máu nội sinh, rối loạn các cái yếu tố đông máu nội sinh đó, thì nó sẽ làm cho cái thời gian ABTT này kéo dài. Hoặc là người ta sử dụng cái tỷ ABTT bệnh trên cho chính bình thường là từ 0,9 cho đến khoảng 1,25. Thế thì khi mà rối loạn các cái yếu tố đông đông cầm máu nội sinh ấy, cái yếu tố đông máu nội sinh thì nó cũng làm cho cái tỷ này nó thay đổi kéo dài, nó tăng lên. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể định lượng các cái yếu tố đông máu, định lượng các yếu tố đông máu, ví dụ như trong một số các cái bệnh lý, ví dụ như bệnh hemophili đúng không, ảnh hưởng đến các yếu tố đông máu 8 9 10 thì chúng ta có thể gì chúng sẽ định lượng thử là có thiếu hụt hay không. Và rất là quan trọng ha, để mà chỉnh chẩn đoán xác định cái nguyên nhân gây ra hội chứng xuất huyết. Sau khi mà dựa vào khám lâm sàng bằng hỏi bệnh rồi khám bệnh và các cái xét nghiệm để chẩn đoán xác định nguyên nhân của cái chẩn đoán xác định xuất huyết và chẩn đoán cái nguyên nhân của hội chứng xuất huyết. Thế thì chúng ta đi sang cái phần tiếp theo đó là chẩn đoán nguyên nhân. Thế thì một số chúng ta đi vào cái nguyên nhân đầu tiên đó là nhóm nguyên nhân do thành mạch. Thì thường gặp trong một số các cái bệnh lý, ví dụ như là các cái bệnh lý nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn do não mô cầu hoặc là thương hàn thì nó gây tổn thương cái thành mạch. Đây là trên đây là một cái hình ảnh xuất huyết của cái bệnh nhân bị nhiễm não mô cầu anh em, nên một cái hình ảnh xuất huyết rất là điển hình và người ta còn gọi là xuất huyết dạng sao đấy. Hoặc là tổn thương thành mạch do cái nguyên nhân thiếu vitamin C thì các bạn biết là vitamin C, vitamin BB, cái nhóm nhân C, vitamin BB đấy thì nó còn có cái tác dụng nó còn có cái vai trò duy trì cái sức bền thành mạch ha. Do đó khi mà thiếu cái vitamin B hoặc thiếu xin lỗi thiếu vitamin C hoặc là vitamin BB đấy thì nó cũng thể gây ra cái hội chứng xuất huyết thường là biểu hiện của cái triệu chứng xuất huyết dưới da nha.
một số các nguyên nhân khác, ví dụ như là bệnh dị ứng ha, hoặc là bệnh nhân mắc các cái bệnh lý như là lao, rồi bệnh lý đái tháo đường, tổn thương thành mạch đúng không? Cái tổn thương cái mạch máu nhỏ, tổn thương thành mạch ha, hoặc là trong bệnh lý xơ gan ha, trong bệnh lý xơ gan thì cũng gây ra cái nguyên nhân xuất huyết dưới dễ dàng xuất huyết cho tổn thương thành mạch. Hoặc là cái bệnh Scheuer-Ingelheim, thì hôm bữa trong cái thận, trong cái bài khám bệnh nhân, khám và phát hiện bệnh thận này, cô cũng hay nhắc đến cái bệnh Scheuer-Ingelheim. Thì chúng ta đã biết đến một cái tổn thương ở thận, đúng không? Ngày hôm nay trong cái bài hội chứng xuất huyết chúng ta lại gặp lại cái bệnh lý này. Thế thì cô nói thêm một xíu về cái bệnh lý này. Đây là một cái bệnh viêm mao mạch hệ thống nha. Đây là một cái bệnh viêm mao mạch hệ thống do lắng động cái phức hợp miễn dịch, lắng động các cái phức hợp miễn dịch ở mao mạch, nó gây tổn thương cái thành mạch. Và cái bệnh lý này thì nó thường gặp ở trẻ em hơn, thường gặp ở trẻ em, ít gặp ở người lớn em. Và nó biểu hiện bởi cái triệu chứng, một cái tam chứng rất điển hình, cái tam người ta còn gọi là tam chứng Scheuer-Ingelheim đó, đó là những cái nốt xuất huyết, kèm theo đó là bệnh nhân có triệu chứng đau khớp và đau bụng. Các bạn nào từng gặp cái hình ảnh xuất huyết, cái hình ảnh mà trẻ em, cái em bé mà em bị cái bệnh này và có cái triệu chứng xuất huyết ở dưới cẳng chân, bàn chân đó, một lần là các bạn nhớ ngay, nó rất là điển hình luôn. Thì bệnh nhân có cái triệu chứng xuất huyết điển hình ở cẳng chân, có thể là ở mông, đôi khi là cũng có thể là gặp ở cánh tay, ở mặt, ở thân mình. Đây cũng chiếu cho các bạn một cái hình ảnh, đây cái hình ảnh cái ban xuất huyết của cái bệnh nhân Scheuer-Ingelheim, các cái nút xuất huyết dày đặc ở vùng cẳng chân, có thể là có lan lên đùi và nó lan xuống cả bàn chân, và nếu như nhìn xa thì giống như là bệnh nhân đang mang một đôi cụt tất này. Và người ta tiến hành các cái xét nghiệm, đặc biệt là cái nghiệm pháp dây thắt nem, nó chứng tỏ cái tổn thương thành mạch. Ngoài ra thì mình làm các cái xét nghiệm khác, ví dụ như là công thức máu này, rồi để mà xem thì thấy là tiểu cầu thì không giảm, cũng như là không có rối loạn đông cầm máu, các cái con đường đông cầm máu nội sinh ngoại sinh, mà cũng không có sự thiếu hụt của các cái yếu tố đông cầm máu. Nhóm nguyên nhân thứ hai đó là nhóm nguyên nhân do tiểu cầu. Thì trong cái nhóm nguyên nhân tiểu cầu thì chia làm hai cái nhóm nhỏ, một đó là có giảm số lượng tiểu cầu, và cái thứ hai là cái nhóm nguyên nhân giảm chất lượng của tiểu cầu. Thì giới thiệu cho em một số các cái bệnh lý thường gặp trên lâm sàng. Thứ nhất là xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch. Những cái tài liệu cũ thì người ta còn gọi là xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn. Thế còn cái quan điểm mới bây giờ thì người ta không có dùng xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn nữa em, mà người ta đã tìm thấy cái bằng chứng miễn dịch, mà ta gọi đây là xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch. Thế thì cái bệnh lý này thì cơ thể, cái cơ chế mà gây rối loạn miễn dịch thì ta chưa thấy một cái cơ chế rõ ràng, chưa có một cái cơ chế rõ ràng, nhưng có cái tình trạng rối loạn miễn dịch và cơ thể tự sản xuất ra những cái tự kháng thể chống lại tiểu cầu, làm giảm cái số lượng tiểu cầu. Và cái bệnh này thường gặp ở nữ giới, thường gặp ở nữ giới mà trẻ tuổi ấy. Thì tùy vào cái mức độ giảm của tiểu cầu mà nó biểu hiện nên cái mức độ xuất huyết khác nhau. Có thể là xuất huyết dưới da, cũng có thể là xuất huyết niêm mạc, và nặng hơn nữa thì có thể là gây cái xuất huyết nội tạng. Cô từng gặp một cái rất là nhiều những cái bệnh nhân xuất huyết, những cái bệnh nhân nữ mà xuất huyết giảm tiểu cầu tự miễn này. Có bệnh nhân thì biểu hiện bởi những cái triệu chứng chỉ có xuất huyết dưới da, mà cũng có cái bệnh nhân thì xuất huyết âm đạo rất là rõ đối với cái tình trạng rong kinh, rong huyết rất là nặng. Và cá biệt cô cũng từng gặp một cái bệnh nhân đó là bị xuất huyết não luôn. Những cái nguyên nhân khác gây giảm tiểu cầu, ví dụ như bệnh lý tại tủy xương, ngoài cái giảm chức năng tạo máu gây thiếu máu, thì suy tủy xương trong một số thể nó có thể là gây giảm cái số lượng tiểu cầu, hoặc là các cái bệnh lý bạch cầu ác tính như là leukemia, hoặc là những cái bệnh lý ung thư tủy xương, hoặc là ung thư ở những cái cơ quan khác mà di căn tủy xương, thì nó có thể gây giảm tiểu cầu. Cái nhóm nguyên nhân, một nhóm nguyên nhân khác nữa đó là giảm tiểu cầu do nhiễm virus. Thì thường gặp nhất đó là gì mấy em? Sốt xuất huyết đấy, sốt xuất huyết dengue đấy.
nó gây giảm cái số lượng tiểu cầu và nó gây ra cái hội chứng xuất huyết. Hoặc là trong cái bệnh hệ thống lupus ban đỏ, thì lupus ban đỏ đây là một cái bệnh tự miễn, nó tổn thương nhiều cơ quan, trong đó có tổn thương cái hệ tạo máu ha. Nó gây giảm cả ba dòng, cả hồng cầu, bạch cầu và cả tiểu cầu. Hoặc là một số các cái bệnh lý khác, ví dụ như là bệnh lý của gan, sơ gan gây giảm tiểu cầu, hoặc là sơ gan có kèm theo cường lách, hoặc là cường lách gây giảm tiểu cầu. Thì tại sao cường lách thì gây giảm tiểu cầu, thì ở cái bài chẩn đoán lách to thì cô Bách Toàn sẽ cùng tìm hiểu sâu. Hoặc là giảm tiểu cầu do thuốc hoặc là do hóa chất. Một số các cái nguyên nhân khác nữa thì ít gặp hơn, các bạn có thể là tham khảo thêm trong tài liệu cho cô. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm nguyên nhân mà gây giảm chất lượng của tiểu cầu. Thế thì khi mà chúng ta xét nghiệm công thức máu và đếm cái số lượng tiểu cầu, thì cái số lượng tiểu cầu thì không giảm. Số lượng tiểu cầu không giảm. Và những cái xét nghiệm khác đánh giá những cái yếu tố đông cầu máu trong huyết tương thì cũng hoàn toàn bình thường. Thì người ta thấy rằng nó còn liên quan đến một cái nguyên nhân nữa, đó là giảm cái chất lượng của tiểu cầu. Thì ở trong tài liệu cũng trình bày cho các bạn có hai cái bệnh lý gây giảm chất lượng của tiểu cầu, đó là cái bệnh cái Lan Minh hoặc là cái bệnh Benasoli. Đây là hai cái bệnh lý di truyền và nó gây khiếm khuyết cái chức năng của tiểu cầu, nó làm cho tiểu cầu không kết tập được mà nó dẫn đến cái hội chứng xuất huyết. Cái nhóm nguyên nhân thứ ba đó là cái nhóm nguyên nhân do huyết tương, do bất thường, do rối loạn hoặc là thiếu hụt các cái yếu tố đông máu. Này, thứ nhất đó là thiếu hụt các cái bệnh mà gây thiếu hụt cái yếu tố đông máu tạo thành thromboplastin. Thì hay gặp nhất đó là cái bệnh hemophilia, có lẽ là các bạn đã từng nghe rồi đúng không? Khi mình học cái môn di truyền á, có nghe chưa em? Nghe rồi đúng không? Thì đây là một cái bệnh bẩm sinh di truyền mà nó di truyền gen lặn trên nhiễm sắc thể, giới tính cụ thể là nhiễm sắc thể nhiễm sắc thể X, không? Nếu như mà ông ngoại mà bị bệnh, ông ngoại bị bệnh thì sẽ di truyền cái gen, nó sẽ di truyền cái gen X đó, cái gen X mà có cái gen bệnh đó cho con gái, không? Và con gái có biểu hiện bệnh không mấy em? Con gái không biểu hiện bệnh nhưng mà sẽ truyền cái gen bệnh đó cho con trai. Và cái bệnh này hay còn gọi là ông ngoại di truyền cho cháu trai là như vậy. Thì cái bệnh lý này nó tùy vào cái yếu tố đông máu mà bệnh nhân bị thiếu hụt. Nếu mà thiếu hụt cái yếu tố đông máu thứ 8 thì người ta gọi là hemophilia, còn thiếu yếu tố 9 thì người ta gọi là hemophilia B, còn trường hợp mà thiếu yếu tố 11 thì người ta gọi là hemophilia C. Thì cái bệnh cảnh lâm sàng thì do là nó là một cái bệnh mà bẩm sinh di truyền, do đó mà chúng ta thì thấy là cái trong tiền sử bệnh nhân có cái tình trạng khó cầm máu, không có tình trạng khó cầm máu, ta phải hỏi về cái tiền sử. Đôi lúc là bệnh nhân được chẩn đoán sớm đúng không, này cũng có những cái bệnh nhân ở cái mức độ nhẹ bị bỏ sót đúng không, và mình phải hỏi cái tiền sử, trong tiền sử có các cái bệnh, có các cái tình trạng khó cầm máu hay không, không? Thường biểu hiện trên lâm sàng là những cái xuất huyết dưới da hoặc là những cái khối máu tụ, có những cái trường hợp nặng hơn thì có thể là chảy máu trong các cái khớp, máu trong các khớp hoặc là xuất huyết nội tạng. Được. Thế thì xét nghiệm thì nó có cái gì, có cái gì đặc biệt, có cái gì để mình chẩn đoán xác định? Thì người ta thấy rằng mình đo cái thời gian đông máu sẽ kéo dài, đo thời gian đông máu hoặc là cái thời gian hô hấp cũng sẽ kéo dài. Những cái xét nghiệm mà để đánh giá cái con đường đông máu nội nội sinh đó nghe, những xét nghiệm đông máu nội sinh thì nó giúp mình chẩn đoán, nó giúp mình chẩn đoán. Và một cái xét nghiệm quan trọng nhất để mà chẩn đoán xác định đó chính là chúng ta định lượng cái yếu tố đông máu, không? Định lượng bệnh nhân có thiếu một cái yếu tố đông máu số 8, số 9 hay là số 11 hay không. Cái nguyên nhân thứ hai là thiếu hụt các cái yếu tố đông máu phụ thuộc vitamin K. Đây là yếu tố đông máu phụ thuộc vitamin K là những cái yếu tố nào? Yếu tố 2, yếu tố thứ 7, yếu tố 9 và 7, yếu tố 10. Thì đây là những cái yếu tố đông máu phụ thuộc vitamin K. Tại sao là gọi là yếu tố đông máu phụ thuộc vitamin K? Đây là những yếu tố đông máu mà do gan tổng hợp nên
và khi ra tổng hợp thì nó chỉ tổng hợp ở dạng gì em, ở dạng tiền chất ha, dạng tiền chất, và nó được hoạt hóa nó được hoạt hóa nhờ cái vitamin K. Thì trong những cái trường hợp nào thì nó gây thiếu hụt các yếu tố này? Một là bệnh nhân có cái bệnh lý về gan, thường gặp nhất là suy gan, xơ gan, yeah. Hoặc là bệnh nhân bị thiếu vitamin K, trong trường hợp là bệnh nhân ví dụ như là bệnh trong trường hợp bệnh nhân mà bị thiếu hụt vitamin K, các bạn biết là cơ thể chúng ta hấp thụ vitamin K ở đâu không? Vitamin K có ở đâu nhỉ? Bạn nghĩ thì nhung mà vitamin K thì có ở đâu nhỉ? Và người lớn ha, người lớn, người bình thường thì có thiếu hụt vitamin K không? Dạ ở đại tràng phải không cô? À, vitamin cao á, phụ ở đại tràng. Ừ. Rồi còn vậy có câu hỏi tiếp theo là các bạn có thấy là ở trẻ em á, những cái đứa những cái trẻ sơ sinh á, cái trẻ sinh khi mà mới sinh xong thì rất hay tiêm vitamin K, các bạn biết vì sao không? Sức nhân não của sức nhẹ nhân não của một bạn nói là xuất huyết não để dự phòng xuất huyết, đặc biệt là xuất huyết não, đặc biệt là xuất huyết não. Vitamin K là một trong những cái vitamin mà tan trong dầu, A, D, E, K đó mấy em. Và trong một số các cái trường hợp mà thiếu vitamin K, thì người ta thấy rằng ở những cái trẻ sơ sinh hoàn toàn cái hệ tiêu hóa nó chưa có hoạt động, và nếu như chúng ta không bổ thì những cái trẻ này không phải là nó hoàn toàn là những cái trẻ đi không, những trẻ không được tiêm vitamin K thì sẽ gây xuất huyết não hết, mà là cái nguy cơ nó cao hơn, do đó là chúng ta dự phòng bằng cách tiêm vitamin K, dự phòng cái trường hợp thiếu hụt các cái yếu tố đông máu phụ thuộc vitamin K này ha. Hoặc là một cái nguyên nhân nữa là sử dụng những cái chất kháng vitamin K, ví dụ như các thuốc chống đông kháng vitamin K. Nếu mà sử dụng quá liều không được theo dõi thì nó có thể gây ra hội chứng xuất huyết. Một cái nguyên nhân thứ ba nữa là do xuất hiện những cái chất mà kháng lại ha, những cái chất kháng đông đấy lưu hành trong máu. Ví dụ như là chúng ta sử dụng quá nhiều những cái thuốc ví dụ như là heparin chẳng hạn ha, rồi trong trường hợp mà cơ thể tạo ra quá nhiều heparin, ví dụ như là sau sốc hoặc là sau chiếu xạ, sau những trường hợp sốc hoặc là chiếu xạ, tất nhiên là cũng ít gặp nhưng mà nó cũng có thể là một cái cơ chế mà gây rối loạn đông máu và gây xuất huyết. Thế thì vừa rồi cô mới trình bày cho mấy em đó là cái bài hội chứng xuất huyết, thì các em sẽ thấy là hội chứng xuất huyết thì có rất nhiều những cái nguyên nhân. Khám để mà xác định hội chứng xuất huyết, để mà phát hiện hội chứng xuất huyết và phải tìm được cái nguyên nhân gây xuất huyết. Thì cái cách để mà khám phát hiện như cũng như là tìm cái nguyên nhân thì các bạn nắm thứ nhất đó là chúng ta phải khám lâm sàng là kỹ, đúng không? Thì từ cái việc mà khám lâm sàng thì giúp chúng ta định hướng cái nguyên nhân gây xuất huyết. Định hướng nguyên nhân xuất huyết và từ đó mình sẽ chỉ định những cái cận lâm sàng phù hợp để mà đánh giá cái nguyên nhân. Có ví dụ như khi mà khám lâm sàng, đúng không, mình định hướng cái nguyên nhân cho tiểu cầu thì chúng ta sẽ chỉ định các cái xét nghiệm phù hợp, hoặc là nghĩ đến cái nguyên nhân do các cái yếu tố đông máu trong huyết tương thì chúng ta chỉ định các cái xét nghiệm để đánh giá cái con đường đông máu cũng như là định lượng các cái yếu tố đông máu. Chúng ta sẽ đi sang cái bài thứ hai. Học cùng nha mấy em. Dạ. Cái bài thứ hai cô trình bày cho mấy em là cái bài chẩn đoán lách to, chẩn đoán lách to. Thì để chẩn đoán được lách to, chẩn đoán bệnh lý
là lách to không phải là bệnh các bạn nha, lách to là một triệu chứng, là một cái tình trạng, là một cái triệu chứng ha. Thế trước khi đi vào bài thì các bạn, cô muốn các bạn thứ nhất là phải nắm được về cái giải phẫu học của lách, cái thứ hai là cái chức năng của lách, không thì không có thời gian để mà ôn lại hết cái giải phẫu của lách, thì các bạn nhớ về nhà đọc lại, tôi chỉ nhắc một số các cái điểm lưu ý mà mấy em về nhà đọc lại giải phẫu, đọc lại sinh lý thì chú ý, thì các em chú ý cái gì, chú ý về cái các cái mốc giải phẫu mà của lách liên quan đến với những cái cơ quan và những cái tạng lân cận, không ví dụ như là phía đầu trên của lách thì nó có liên quan với gì nhỉ, với cơ hoành, đúng không, liên quan với cơ hoành, với cơ hoành, và xung quanh lách thì còn có liên quan với các cái tạng nào như là thận, thận ở bên trái hoặc là đuôi tụy chưa. Đấy, thì mình, các bạn đọc về nhà đọc lại giải phẫu và chú ý các cái mốc giải phẫu, chú ý các cái cơ quan lân cận mà có liên quan, bởi vì nó sẽ có ý nghĩa trong cái việc chẩn đoán xác định lách to hay là chẩn đoán nguyên nhân lách to. Thì trong cái bài này thì cô sẽ dành cái thời gian để nói một xíu về cái chức năng của lách, sinh lý như là cái chức năng của lách, hiểu được cái chức năng của lách thì các bạn sẽ cũng giải thích được cái cơ chế bệnh sinh vì sao lách nó to, cũng như là mình chẩn đoán cái nguyên nhân lách to. Thế thì lách nó có những cái chức năng gì? Lách có năm cái chức năng chính. Cái chức năng thứ nhất đó là cái chức năng dự trữ máu. Thế cái chức năng dự trữ máu của lách nó thực hiện như thế nào? Thì bao cái lách nó cấu tạo, lách được lách nó cấu tạo thì bao quanh cái lách thì nó là có một cái gì em? Một cái bao xơ. Và cái sự co của cái bao xơ này, cái sự co ít hay là nhiều của cái bao xơ này thì nó sẽ giúp điều khiển điều hòa cái dung tích bể chứa của lách. Thì trong những cái trường hợp, một số các trường hợp thì người ta thấy là cái cơ chế điều hòa, cái cơ chế cái cơ chế co của cái bao xơ nó rất có ý nghĩa trong một số các cái trường hợp để mà phòng xuất huyết, phòng xuất huyết, giữ phòng xuất huyết. Ví dụ như khi mà gắng sức, khi gắng sức hoặc là khi có tình trạng xuất huyết, có cái tình trạng xuất huyết do chấn thương này vân vân, hoặc là sau tiêm adrenaline thì nó sẽ có cái triệu chứng, nó sẽ có cái cơ chế đó là co cái bao xơ lại, để lách nó co lại. Thì vận dụng cái đặc điểm này thì người ta có một cái kinh nghiệm pháp co lách để mà chẩn đoán. Cái thứ hai, lách là một cái chức năng thứ hai, đó là cái chức năng tạo ra tế bào máu. Thế thì người ta thấy rằng cái chức năng tạo ra cái tế bào máu hay là cái chức năng sinh máu của lách chỉ có trong cái thời kỳ bào thai thôi. Thì trong thời kỳ bào thai thì lách nó thể tạo ra những cái lympho bào nha. Thậm chí là nó còn tạo ra hồng cầu, bạch cầu. Còn ở người trưởng thành hoặc là sau khi sinh ra, sau khi trẻ sinh ra thì lách không còn cái chức năng tạo máu, không còn cái chức năng tạo các tế bào máu nữa, mà nó chỉ có thể là nó liên quan cái chức năng, những cái chức năng miễn dịch, cái chức năng miễn dịch nhiều hơn. Chứ những trường hợp nào ở người trưởng thành mà có cái chức năng tạo máu thì người ta thấy ví dụ trong một số các cái trường hợp bệnh lý ở tủy xương anh em, ví dụ như là sơ tủy xương, sơ tủy vô căn á, thì lách nó có thể là quay lại cái chức năng tạo máu mà người ta còn gọi đây là lách tham gia vào sinh máu hay là sinh máu ngoài tủy, sinh máu ngoài tủy xương. Cái chức năng thứ ba đó là cái chức năng tiêu hủy hồng cầu. Thì có lẽ các em đã từng được nghe là lách là mồ chôn hồng cầu, đúng không? Lách là mồ chôn hồng cầu. Thế thì khi mà hồng cầu nó kết thúc cái chu trình sống 120 ngày, hồng cầu già đấy, hồng cầu kết thúc cái chu trình sống 20 ngày của mình, hoặc là trường hợp là hồng cầu nó bất thường, nó bất thường về màng hồng cầu, bất thường về hemoglobin vân vân, thì lách nó cũng tiêu hủy, sẽ tiêu hủy những cái hồng cầu bị bệnh đó.
tiêu hủy những cái hồng cầu bất thường đấy. Thế ngoài tiêu hủy hồng cầu thì người ta thấy là lách còn tiêu hủy cả bạch cầu và tử cầu. Chưa? Cái chức năng, một cái chức năng thứ tư đó là chức năng chống nhiễm khuẩn. À, lách nó có một cái tổ chức liên kết để chống lại cái tình trạng nhiễm khuẩn. À, bằng cách gì? Bằng cách là nó bắt giữ và loại bỏ những cái vi sinh vật, vi khuẩn, virus, hoặc là nó bắt giữ những cái kháng nguyên lạ, những cái tế bào lạ có trong máu. Và một cái chức năng thứ năm đó là chức năng tổng hợp protein. Thì cụ thể protein đó là những cái kháng thể miễn dịch, đúng không em? Những cái globulin miễn dịch đấy. Và nó có ngoài cái chức năng tổng hợp protein này, nó góp phần vào trong cái chức năng chống nhiễm khuẩn của lách. Thì trên đây là năm cái chức năng của lách, và tương ứng với năm cái chức năng này, nó giúp chúng ta giải thích được cái cơ chế đưa đến cái triệu chứng lách to, đưa đến cái tình trạng lách to. Vậy thì chẩn đoán lách to thì chúng ta sẽ khám lâm sàng, chúng ta hỏi cái gì và khám cái gì. Thì chúng ta đi vào cái phần đầu tiên, đó là hỏi bệnh. Thế thì thông thường bệnh nhân lách to đến khám và đi khám vì cái lý do gì? Phải nói cái khác, cái lý do vào viện, cái lý do đi khám của bệnh nhân mà có lách to thì thường đó là cái triệu chứng đau, triệu chứng đau. Bệnh nhân thường đi khám vì đau ở vùng hạ sườn trái, đau ở hạ sườn trái. Và vì sao bệnh nhân lại khi mà hỏi lại ha, khi mà hỏi có những bệnh nhân thì đau liên tục, đau âm ỉ, đau liên tục ở vùng hạ sườn trái, hoặc là có những bệnh nhân thì có cái cảm giác là đau bụng, đặc biệt là sau khi ăn no. Thì sau khi ăn no nếu mà lách nó to thì sẽ gây chèn ép, mà nó sẽ gây đau bụng, mà chèn ép vào trong dạ dày á thì nó sẽ gây cái triệu chứng đau bụng, đau ở vùng thượng vị. Hoặc là những cái lý do khác là bệnh nhân sờ thấy, bệnh nhân có thể là vô tình sờ thấy lách to chẳng hạn, vô tình sờ thấy một cái khối ở vùng hạ sườn trái mà đi khám. Thì đó là cái triệu chứng, một vài các cái triệu chứng lý do bệnh nhân đi khám. Vậy thì khi mà hỏi bệnh chúng ta phải tìm những triệu chứng cơ năng, những triệu chứng cơ năng liên quan, để mà quan trọng nhất đó là xác định cái nguyên nhân lách to. Ví dụ như chúng ta tìm hỏi bằng hỏi bệnh, khám bệnh để phát hiện tình trạng sốt. Thế thì sốt có liên quan đến cái nguyên nhân nào? Thường là nó liên quan đến cái nhóm nguyên nhân là có nhiễm khuẩn hay không, làm cho dẫn đến cái tình trạng lách to, hoặc là liên quan đến những cái bệnh ác tính, vì này những cái bệnh máu ác tính có thể kèm theo là sốt không rõ nguyên nhân, sốt kéo dài, thường là kèm theo là sụt cân chẳng hạn như vậy ha. Hoặc là hỏi để mà biết được những cái tổn thương về van tim, trong trường hợp bệnh nhân viêm nội tâm mạc, mua viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn cũng có thể gây ra tình trạng lách to thông qua cái cơ chế chống nhiễm khuẩn, cái chống nhiễm khuẩn. Rồi một cái triệu chứng thứ tư đó là mình khám để phát hiện triệu chứng thiếu máu, thế thì triệu chứng thiếu máu cũng thường gặp ở bệnh nhân bị lách to. Trong cái trường hợp nào, có ví dụ như lách to mà có cường lách, gây phá hủy, gây tăng gân, tiêu hủy cả ba dòng tế bào máu thì mình có thể khám để mà phát hiện hội chứng thiếu máu, hoặc là khám phát hiện cái hội chứng xuất huyết như bệnh nhân có kèm theo cái tình trạng giảm tiểu cầu, hoặc là khám để mà xem cái bệnh nhân thiếu máu có kèm theo vàng da hay không, trong những cái nguyên nhân mà thiếu máu do tăng máu thì tại sao thiếu máu tăng máu nó cũng là gây các lách to, thì nó liên quan đến cái chức năng đó là tiêu hủy các tế bào máu. Và một cái đặc điểm nữa đó là hỏi về cái tiền sử bệnh lý gan mật của bệnh nhân. Tiền sử bệnh lý gan mật. Thì các em biết rằng lách và mạch máu của lách thì liên quan đến cái hệ tĩnh mạch cửa, liên quan đến hệ tĩnh mạch cửa. Do đó là lách to rất là cũng là một cái nguyên nhân thường gặp, do các cái bệnh lý gan mật, ví dụ như là sơ gan. Một số các cái thông tin khác khi mà hỏi bệnh, các em cũng chú ý
để mình tìm hiểu về cái tiền sử, ví dụ như cái tiền sử về rượu, mình nghĩ đến cái bệnh lý về gan tổn thương về rượu, hoặc là cái tiền sử nhiễm virus, virus viêm gan B, virus viêm gan C, vâng. Thứ hai thì chúng ta đi vào thăm khám lâm sàng. Thì thăm khám lâm sàng của Lách thì có các cái bước, thứ nhất là mình nhìn, và sờ và gõ. Thế thì nhìn ở vùng ở đâu? Nhìn cái vùng vùng Lách cụ thể là chúng ta nhìn ở vùng hạ sườn trái nha. Nhìn ở vùng hạ sườn trái. Thế thì nhìn ở vùng ở Lách thì chúng ta nhìn quan sát cái gì? Chúng ta sẽ quan sát cái vùng da ở vùng hạ sườn trái để xem thử có những cái dấu hiệu bất thường gì hay không. Ví dụ như trong trường hợp mà Lách to nó gồ lên, trường hợp cách Lách to gồ lên trên cái vùng bụng, hoặc là chúng ta sẽ quan sát là cái sự di động của cái khối u, di động của cái khối ở vùng hạ sườn trái có di động theo nhịp thở hay không. Đó là cách thứ nhất là chúng ta quan sát tại thể trước. Cái thứ hai đó là chúng ta sẽ khám bằng gõ. Thế thì cái cách gõ thì sẽ gõ từ trên xuống dưới, và thường thì người ta gõ theo ba đường, đường nách trước, đường nách giữa và đường nách sau. Cái việc gõ để phát hiện cái gì? Chúng ta xác định cái ranh giới của Lách, xác hiện cái ranh giới phía trên và ranh giới phía dưới của Lách, từ đó chúng ta chẩn đoán Lách to cũng như là phân bộ cái Lách to. Về cái cách gõ cách gõ thì các bạn sẽ được học kỹ hơn và thực hành ở môn tiền làm sao, rồi cô không có nhắc lại nữa. Và cái cách khám thứ ba đó là sờ, thì sờ giúp chúng ta xác định rõ cái giới hạn dưới của Lách. Cái bình thường Lách không to chúng ta sờ được không em? Hoàn toàn không sờ được. Lách không to chúng ta không sờ được. Thế thì cách sờ như thế nào? Bệnh nhân sẽ nằm, ngửa và chống gối, và hơi nghiêng sang, có thể là nghiêng hẳn sang bên phải, và thầy thuốc sẽ tiến hành là sờ. Và các bạn biết rằng Lách thì nó nằm ngay bên dưới cái cơ hoành, và chúng ta sẽ phối hợp, chúng ta thường phối hợp nói bệnh nhân là hít thở đều, và chúng ta sẽ ấn để sờ theo cái nhịp thở của bệnh nhân, giúp cái xác định cái bờ dưới của Lách, đặc biệt là trong cái trường hợp mà Lách không quá to, Lách to móc mé bờ sườn, thì chúng ta phải kết hợp thêm đó là khám và sờ theo cái nhịp thở của bệnh nhân. Thế thì sau khi nhìn gõ và sờ phát hiện được cái ranh dưới, cái giới hạn của các cái bờ Lách, thì các bạn phải phân bổ Lách to. Đây là cái bảng phân bổ Lách to chia làm 4 độ. Độ 1 nếu như cái bờ dưới vượt quá bờ sườn 2 cm dưới của Lách là xác định đấy. Độ 2 là cái bờ dưới của Lách quá sườn 4 cm. Độ 3 là khi Lách to đến 4, và độ 4 là khi Lách to quá 4, có thể là những trường Lách to đến tận mặt đầu. Vừa thấy Lách to nào và nghe chưa nói rõ? Khá là ồn cô ạ. Dạ vẫn nghe được, cô cứ giảng được không? Thế thì khi mà làm nghiệm pháp co Lách này, nó giúp xác định cái gì? Thứ nhất là giúp mình
ngược lại khi mà lách nó sơ hóa rồi, không thì chúng ta kể cả làm cái liệu pháp co lách tùy vào mức độ sơ hóa thì nó sẽ không co lại hoặc là co co lại. Các cái xét nghiệm và thăm dò khác để mà chẩn đoán lách co, thứ nhất là xét nghiệm máu. Thì những cái xét nghiệm này nó có cái giá trị gì? Những cái xét nghiệm này nó giúp chúng ta, một là xét nghiệm máu giúp chúng ta định hướng và chẩn đoán cái nguyên nhân lách co. Ví dụ khi mà làm cái công thức máu xét nghiệm các tế bào máu ngoại vi, mình sẽ xác định là bệnh nhân có cái bệnh lý gì về máu hay không, có cái bệnh lý về máu hay không để mà mình loại trừ. Ví dụ như là bệnh nhân có cái bệnh lý về dòng mạch cầu, leukemia cấp, leukemia kinh chẳng hạn, hoặc là mình sẽ xem cái hình thái của hồng cầu ở ngoại vi, xem thử hồng cầu bất thường hay không, bệnh nhân có mắc các cái bệnh về máu như là hồng cầu hoặc là hồng cầu hồng niêm vân vân, hoặc là một cái xét nghiệm nữa đó là lòng tủy đồ nhé, lòng tủy đồ thì sinh huyết thủy để mà chẩn đoán các cái bệnh lý và lách co do bệnh lý tủy. Cái nhóm xét nghiệm thứ hai hay là cái nhóm cận âm sàng thứ hai là cái chẩn âm sàng chẩn đoán hình ảnh, ví dụ như là siêu âm. Siêu âm là một cái thăm dò không xâm nhập, như cô đã nói vừa không xâm nhập vừa có cái những cái giá trị đáng tin cậy và đặc hiệu, và nó cũng rất là tinh tế nữa để giúp chúng ta khẳng định hay là chẩn đoán xác định đây có phải là lách co hay không. Cái thứ hai đó là đánh giá được cái mức độ lách co. Siêu âm chúng ta sẽ đo được cái kích thước của lách, đồng thời là một phân biệt là lách to với những cái khối u khác ở cái vị trí hạ sườn trái. Ngoài ra thì còn có các cái cận lâm sàng chẩn đoán hình ảnh hiện đại hơn, ví dụ như là CT, CT có thuốc, CT không thuốc hoặc là CT có thuốc để mà chẩn đoán. Của nhóm xét nghiệm thứ ba là xét nghiệm tế bào học hoặc là mô bệnh học của lách, thì người ta sẽ tiến hành chọc dò và làm lách đồ để chọc dò để xem thử là những cái tế bào ở trong có những cái tế bào bất thường ở trong lách hay không, có cái tình trạng tăng sinh máu ở lách hay không, tăng sinh tạo máu ở lách hay không, cũng như là khi mà mình làm cái xét nghiệm tế bào học để mà chẩn đoán trong một số các cái trường hợp nghi ngờ bệnh lách ác tính, nghi ngờ bệnh lách ác tính. Thì trên lâm sàng lách to mình còn chẩn đoán phân biệt với những cái nguyên nhân gì khác, ví dụ như xì trái của gan nó to, thì có một số trường hợp mà xì trái của gan nó to và nó lấn át sang phía hạ sườn trái nên không biết sang hạ sườn trái thì chúng ta cũng dễ chẩn đoán nhầm với lách to, không? Tuy nhiên khi mà thăm khám lâm sàng á thì các bạn sẽ thấy là ít khi nào mà lách to nó lấn át sang cái bên hạ sườn trái mà nó ra toàn bộ cái hạ sườn trái, không? Rồi ra cái toàn bộ hạ sườn trái. Và thông thường thì chúng ta sờ, chúng ta gõ thì các bạn vẫn sẽ là phát hiện ra cái khoảng trống của các cái tạng trong cổ họng, giữa lách và gan, trong cổ giữa lách và gan. Cái thứ hai là phân biệt với lại thận trái to. Thông thường nếu mà thận trái to thì khi sờ chúng ta sẽ thấy là ít khi là nó nằm với nhau, thường là nó nằm thận to và nó nằm sâu, nằm sâu luôn. Và cái thứ hai, cô không nghe rõ mà em chắc nghỉ giải lao khoảng 15 phút cho bớt mưa cô chứ ồn lắm, cô còn em khúc sau rồi không nghe được lắm. Dạ. Mấy bạn nghe cô nói rõ không? Dạ nghe. Rõ không em Nhung? Dạ rõ. Bạn nghe rõ không? Rồi, chúng ta quay lại học tiếp nhé.
cô đi sang cái phần tiếp theo là chẩn đoán phân biệt lát to. Thì trên lâm sàng chúng ta có thể là phân biệt lát to với một số cái trường hợp, ví dụ như thì trái của gan to. Thế thì có một số trường hợp mà thì gan nó to và đặc biệt là to bên thì trái, có khi là nó sẽ lấn át sang cái phần hạ sườn trái thì cũng rất khó mình phân biệt đây là một cái gan to hay là một cái lát to. Thì thăm khám lên lâm sàng, nếu mà thăm khám kỹ thì chúng ta vẫn nhận ra được một số các cái đặc điểm. Ví dụ như nếu như mà gan to thì khi các bạn gõ cái vùng đục nó sẽ liên tục từ bên hạ sườn phải sang hạ sườn trái, hoặc là người ta thấy rằng ít khi nào mà gan trái to mà nó lại to, nó lại to sang hết cái phần hạ sườn phải hết, xin lỗi, sang lấn sang hết cái phần hạ sườn trái. Thì chúng ta có thể là thăm khám lâm sàng kỹ để mà mình phân biệt. Và nếu như ngoài ra thì mình kết hợp thêm các cái triệu chứng lâm sàng của bệnh lý thì gan, triệu chứng lâm sàng của bệnh lý thì lách để mà mình phân biệt. Cái trường hợp thứ hai cần phân biệt đó là thận trái to. Thì thường là khối u đó mà là thận to thì thường chúng ta thăm khám sẽ thấy là nó hơi có cái hình dạng hơi tròn và cái khối u này nó sẽ nằm sâu hơn. Ít khi mà nó sát cái da như trong cái trường hợp là lát to. Hoặc là chúng ta làm các cái nghiệm pháp thì dấu hiệu bọc đèn phận, dấu hiệu chạm phận thì nó sẽ là dương tính. Một trường hợp thứ ba đó là cần phân biệt với cái khối u ở đại tràng. Khối u ở đại tràng ngang bên, đại tràng ngang mà nó phía gốc lát. Thì nếu như mà nó to thì cũng rất dễ thì mình chẩn đoán nhầm với một cái lát to. Thì thường là cái khối u mà đại tràng ngang thì nó sẽ có cái hình dạng hơi tròn, nó dưới dễ giới hạn và nó di động cũng dễ dàng hơn. Ngoài ra thì mình kết hợp thêm các cái triệu chứng rối loạn tiêu hóa của bệnh nhân, rối loạn đi cầu của bệnh nhân, hoặc là cái hội chứng colic. Cái hội chứng này là bệnh nhân hay có cái triệu chứng ví dụ như là đau bụng cùng cơm tái đi tái lại, đau bụng có tính chất khu trú kèm theo chứng bụng. Mình kết hợp thêm cái triệu chứng tiêu hóa để mình chẩn đoán phân biệt. Cái phân biệt thứ tư đó là ung thư ở vùng đuôi tụy. Thì những cái trường hợp ung thư ở vùng đuôi tụy, khối u mà do tụy thì nó thường nằm sâu hơn ít khi mà nó nằm nông nông ngay cái da, và thường là sẽ không di động thêm dịch thở, nó nằm sâu mà nó không di động thêm dịch thở. Một cái phân biệt thứ năm nữa đó là cái trường hợp lau mặt mặt bụng nha, do mặt bụng thì thường thì lau mặt mặt bụng ít khi mà nó quá to, thường là nó to vừa phải thôi. Và nếu mà chúng ta không khám được sờ thì khó mà xác định được cái bờ, khó xác định được cái giới hạn của nó. Còn lát to thì các bạn có thể là xác định được cái bờ dưới của lát. Đó là một vài cái trường hợp trong chẩn đoán phân biệt trên lâm sàng. Đi sang cái phần thứ cái phần đó là chẩn đoán nguyên nhân lát to. Thế thì có rất nhiều nguyên nhân gây lát to nha, rất nhiều nguyên nhân. Cái nguyên nhân, một cái nhóm nguyên nhân thứ nhất là lát to liên quan đến cái chức năng đáp ứng miễn dịch. Thì ở đầu bài tôi có giới thiệu cái chức năng của lát, đó là lát nó tham gia vào cái đáp ứng miễn dịch của cơ thể, đáp ứng miễn dịch của cơ thể, và tức là cái chức năng chống miễn dịch, nó mang chống nhiễm trùng đấy. Ngoài ra thì lát nó còn tham gia tổng hợp thêm một số cái thừa đặc biệt là IBD để chống lại cái tình trạng nhiễm trùng. Ví dụ như trong một số các trường hợp nhiễm khuẩn như là thương hàn này, hoặc là viêm nội tâm mạc này, hoặc là nhiễm virus này, có thể là gây lát to. Hoặc là trong một số các trường hợp những cái bệnh tự miễn, bây giờ lupus ban đỏ hoặc là hội chứng siêu tiên, vì cái hội chứng siêu tiên đây là một cái biến chứng nặng của cái bệnh lý viêm đa khớp dạng thấp đó nha. Thật ra cái biến chứng này thì nó cũng rất ít thường gặp trên lâm sàng. Thì bệnh nhân thường kèm theo cái tình trạng là các cái triệu chứng của viêm đa khớp dạng thấp này, rồi lát to này, là kèm theo đó là có giảm bạch cầu. Một cái nguyên nhân thứ hai đó là lát to do tăng phá hủy hoàn cầu. Lát to khi mà tăng phá hủy hoàn cầu thì gặp nhất là trong các cái bệnh lý mà gây tan máu, có thể là tan máu mắc phải, có thể là tan máu bẩm sinh. Nhiều tan máu mắc phải, tan máu bẩm sinh như trong các cái trường hợp như bệnh nhân thalassemia chẳng hạn, hoặc là bất thường về cái màng hồng cầu, bất thường về hình dạng của hồng cầu, hoặc là một số các cái bệnh lý tan máu mắc phải như là tan máu miễn dịch thì nó cũng gây ra cái tình trạng
rất to, tương ứng với cái chức năng là tiêu hủy tế bào máu của lách. Cái nguyên nhân thứ ba là lách to hay sung huyết. Lách to và sung huyết thì thường gặp nhất là các cái bệnh về mạch máu, tắc mạch nách, hoặc là các cái nguyên nhân mà gây tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Cái nguyên nhân gây tăng áp lực tĩnh mạch cửa thường gặp nhất trên lâm sàng đó là cái bệnh xơ gan. Bệnh xơ gan thì trong cái bệnh xơ gan thì nó sẽ gây nó thông qua cái mối liên quan, cái vai trò của lách và tĩnh mạch lách trong hệ thống cửa, nó làm cái tình trạng cường lách và lách to lên, cường lách và lách to lên. Tuy nhiên người ta thấy rằng thường thì bệnh nhân cường lách thì có lách to, nhưng trong một số cái trường hợp đang nói ngoài cái bệnh lý về gan thì trong một số các cái trường hợp cường lách nhưng mà không có lách to. Thì với những cái trường hợp đó thì mình phải kết hợp thêm các cái cận lâm sàng khác để mà mình đánh giá cái tình trạng tăng máu lượng tế bào máu để đánh giá tình trạng cường lách. Một cái nguyên nhân thứ tư đó là lách to do tăng tạo máu, do sinh máu ngoài tủy. Như cô nói ban đầu là người trưởng thành hoặc trẻ sau sinh thì không thì lách không còn chức năng tạo máu, nhưng nếu có cái bệnh lý của tủy xương hay thường gặp đó cái bệnh sơ tủy đó, sơ tủy xương vô căng thì lách nó có thể là quay lại cái chức năng tạo máu như trong thời kỳ mang thai và nó cũng to lên. Hoặc là những cái nguyên nhân gây thâm nhiễm, ví dụ như cái bệnh lý ác tính về máu ha, hoặc là những cái bệnh lý ác tính tại lách, ung thư lách hoặc là ung thư ở bất kỳ cái cơ quan mà có di căn đến lách. Những nguyên nhân thứ năm đó là lách to do một số các bệnh lý ký sinh trùng. Thì lâm sàng thường gặp nhất đó là cái bệnh lý sốt rét. Gặp nhất là bệnh lý sốt rét. Ngoài ra thì có thể gặp thêm một số các cái bệnh lý khác. Tuy nhiên những cái bệnh lý này thì nó ít gặp ở nước ta. Ví dụ như bệnh Calaia do nhiễm cái ký sinh trùng Limalia, em. Đây là một loại ký sinh trùng. Nó do cái con mũi cát nó truyền đó và nó gây tổn thương da niêm mạc, nó gây tổn thương nội tạng mà nó cũng gây ra cái tình trạng rất to. Một cái nguyên nhân thứ sáu đó là lách do rất to do một cái bệnh lý sơ hóa tổ chức lách. Thì mình gặp hai cái bệnh lý thường gặp, hai cái bệnh lý sơ hóa. Thứ nhất đó là bệnh ban ti, thứ hai là hội chứng ban ti. Thì về triệu chứng lâm sàng của cái bệnh ban ti với cái hội chứng ban ti thì nó gần như là giống nhau. Tuy nhiên về cái cơ chế bệnh sinh thì nó có khác nhau. Trong cái bệnh ban ti thì đây là một cái bệnh nguyên phát tại lách, một cái bệnh nguyên sơ hóa nguyên phát tại lách ha. Và ở cái giai đoạn đầu thì nó sơ hóa cái tuyến của lách và sau đó thì nó lan đến và nó giai đoạn sau thì nó gây sơ gan luôn, ngay sơ gan luôn. Còn ngược lại trong cái hội chứng ban ti á thì cái cơ chế bệnh sinh nó bắt đầu cái tình trạng sơ ở tĩnh mạch là chủ yếu và sau đó thì nó mới gây sơ hóa ở trong cái mô lách và nó cũng gây ra cái hiện tượng tĩnh mạch là lách to. Ngoài những cái nguyên nhân được trình bày thì còn có một số những cái nguyên nhân khác mà nó gây lách to, ví dụ như là chấn thương lách chẳng hạn ha, hoặc là những cái u nang, u mạch máu trong lách, hoặc là một cái nguyên nhân cũng nó thường gặp đó là áp xe. Thì các em biết là lách nó là một cái nơi lọc giống như là một cái máy lọc như vậy ha, nó lọc nó giữ lại để nó tiêu hủy những cái dị nguyên, đúng không? Dị nguyên nó có thể là kháng nguyên lạ, có thể là tế bào lạ, có thể là vi khuẩn, có thể là virus, không? Do đó rất là dễ hình thành nên những cái ổ áp xe bên trong lách. Thì vừa rồi là cô trình bày cho em xong cái bài chẩn đoán lách to, thế là chẩn đoán lách to trên lâm sàng, khám lâm sàng thì không quá khó, đúng không? Không quá khó. Tuy nhiên để chẩn đoán cái nguyên nhân thì không phải là dễ, vừa cái phải kết hợp hỏi chỉ trên lâm sàng để định hướng nguyên nhân và từ đó để chỉ định những cái cận lâm sàng cho nó chính xác, cho nó phù hợp. Thì tiếp theo cô sẽ trình bày thêm một bài nữa, đó là bài chẩn đoán hạch to. Cái bài chẩn đoán hạch to thì nó cũng dạ cô cho em hỏi. Rồi em hỏi đi. Dạ trong mà khi mà mình thăm khám mà cứ sờ á là mình sờ như thế nào để biết là phân biệt đó là gan to hay là lách to cô? Rồi cảm ơn em. Cái phân biệt gan to với lách to, ví dụ sờ ha thì dạ. trong trường hợp là đây là ví dụ có một cái khối ở vùng hạ sườn trái, có một khối hạ sườn trái,
thì có hai cái trường hợp là một đó là lúc to, thứ hai là cần phân biệt cái khi tráng sự gan nó to. Thì bạn sẽ sờ như thế nào? Em sẽ sờ ở cái vùng hạ sườn phải, vùng hạ sườn trái, mình xem thử sờ hết cái vùng hạ sườn trái, mình để mình phát hiện thử là có cái khối, có cái ranh giới dưới, có cái ranh giới dưới của cái lát to hay không. Và nếu như mà chúng ta tiến hành sờ từ cái vùng hạ sườn phải liên tục sang cái hạ sườn trái, liên tục cái hạ sườn trái, nếu như mà cái thì trái của gan nó to thì các bạn sẽ thấy là cái gan nó sẽ cái sờ thấy cái bờ dưới của gan sẽ phát hiện cái bờ dưới của gan nó sẽ liên tục sang cái phía hạ sườn phải. Em hình dung chỗ này không? Tất nhiên là trên lâm sàng chúng ta không thể chẩn đoán 100%. Các bạn nhá, thì mình sẽ sờ để chủ yếu là sờ để mà dựa vào cái ranh giới của cái bờ dưới của gan, cái bờ dưới của gan. Rồi ngoài ra thì sẽ kết hợp thêm gõ mắt, thì mình kết hợp sang gõ thì nó sẽ chính xác hơn, nó sẽ có nhiều giá trị hơn. Dạ, ví dụ như lách to mình có sờ được cái viền răng cưa của nó không cô? Rồi, cảm ơn em. Mình xác định được cái bờ dưới, còn theo cái cấu trúc giải phẫu á thì một cái bờ của cái lách là nó có cái dạng răng cưa đúng không? Cái dạng răng cưa. Nhưng mà trên lâm sàng á, thường đối với những cái lách to nha, thường với những cái lách to, ví dụ như cái trường hợp lách to mà do xung huyết chẳng hạn, hầu như em chỉ xác định cái bờ thôi chứ em không sờ được cái tính chất răng cưa. Còn một số cái trường hợp của ví dụ như lách to mà có cái tình trạng sơ hóa, lách to mà có cái tình trạng sơ hóa, có cái mật độ nó cứng thì mình cũng có thể sờ được, tuy nhiên là nó cũng mang cái tính chất tương đối thôi, và có thể là kết hợp thêm một cái nghiệm pháp mất lách. Cô có cũng có đề cập ở trong tài liệu đấy, thì thực hành thì nó sẽ dễ hơn khi mà cô mô tả về cái nghiệm pháp móc lách, để mà mình chẩn đoán phân biệt lách to với lại là những cái khối u cũng ở vùng hạ sườn trái. Các bạn lách thì sao? Em nói to lên một xíu nha. Rồi cô cảm ơn bạn. Thật ra thì không có riêng trong cái trường hợp lách to, trong cái trường hợp mà lách to do xung huyết, tại vì khi mà chúng ta chẩn đoán một lách to chúng ta chưa biết cái nguyên nhân của nó là gì, thì cái việc thăm khám sờ cũng như là gõ nó phải rất cẩn thận các bạn nhé. Và tuy nhiên những cái động tác mà chúng ta, những cái động tác mà gõ chẳng hạn hay đúng cách chẳng hạn thì thông thường nó sẽ không có tác động quá nhiều lực ha. Và cô biết là bạn đang nghĩ đến cái chuyện có sợ là lách bị vỡ hay không, có sợ gây cái chấn thương cho lách hay không chưa? Thì tuy nhiên thì tất nhiên là mình khi thăm khám mình thận trọng, và nếu mình làm đúng kỹ thuật đó, thì hoàn toàn không sợ gây những chấn thương nữa. Rồi nếu không có thắc mắc gì thì cô sẽ đi sang cái bài chẳng có hạt to luôn nhé em. Thì trước khi đi vào cái bài chẩn đoán hạch to thì mình đi vào cái đề tài cơ một xíu, tức là hạch là gì, hạch là cái tổ chức gì và nó có cái cấu trúc ra làm sao, nó có cái vai trò gì ở trong cơ thể của chúng ta. Cái đề hạch hay là hạch lympho hay là hạch bạch huyết và những cái thuật ngữ khác thì người ta nói đến cái hạch này nhá. Là nguyên hiểu hơn hạch hay là hạch bạch huyết hay hạch lympho, nó là một, nhắc là một. Thế là hạch là cái cấu trúc giải phẫu thuộc cơ quan lympho,
quan liên vô cơ thể và nó nối với cái tuần hoàn bằng cái bằng các cái bạch mạch, bằng cái hệ thống bạch mạch hay là hệ thống bạch huyết đấy, hệ thống bạch huyết. Thế thì mà trong cơ thể thì có khoảng bao nhiêu hạt nhé? Rất nhiều ha, mà người ta ước tính là khoảng từ 500 đến 600 hạt như vậy. Và nó nằm dọc theo cái đường đi của mạch bạch huyết. Thế thì một bạn thử nói cô đi, em biết gì thật nó có cái tác dụng gì, nó có cái vai trò gì trong cơ thể mà. Cô mời bạn Quý Anh. Mình cứ còn nhớ ha, mình cứ còn nhớ nó có cái tác dụng, cái vai trò gì không? À, dạ thưa cô là sao ta, à, giống như là khi mà có vi khuẩn xâm nhập thì mấy cái thực bào, đại thực bào nó tiêu diệt, đến tiêu diệt đó cô. Nhưng mà cô đang nói hạch, cô đang nói hạch trực tiếp. Hạch hả? Thì biết là nó, cô vừa giới thiệu nó là một cái cấu trúc của cơ quan liên hồn. Còn nhớ các bạn đã học sinh lý và biết là nó có cái chức năng gì, có cái vai trò gì, làm cái nhiệm vụ gì. Anh, dạ thưa cô là nó chứa tế bào lympho ạ. Chứa tế bào lympho. Rồi cũng cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn bạn nhé, cảm ơn bạn Minh Đức nha. Minh Đức hôm nay có học không? Có cô ơi, có. Cô nghe không? À cô nghe đó. Thì bạn cứ thích được cái này của mình, mình nghe được sớm, mình nghe cái hạt bạch huyết kia nhỉ? Dạ rồi. À rồi, mình có biết là cái hạt hay là hạt bạch huyết, hạt liên hô này nó có cái vai trò gì trong cơ thể, có cái chức năng gì cô đó? Là ví dụ như là mình bị viêm họng á, thì thường thường những cái hạch nó sưng lên thì giống kiểu như là nó đáp ứng lại cái viêm của cô. Nó giống như là những trường hợp mà nhiễm khuẩn hay là virus á, thì nó có chức năng là nó tiêu diệt và nó sẽ làm cho mà cái miễn dịch đó, tạo cái miễn dịch đó thôi. À, một cái miễn dịch, một cái hàng rào miễn dịch để chống tới những cái vi khuẩn virus xâm nhập vào cơ thể. Gracias.
già thì người ta chia làm hai cái nhóm hạch. Thứ nhất là nhóm hạch ngoại vi và thứ hai là cái nhóm hạch nội tạng. Thì cái nhóm hạch ngoại vi, đây là cái nhóm hạch mà chúng ta có thể thăm khám trực tiếp trên lâm sàng. Và các bạn nhớ cho cô đây, các cái tổng cộng là chín cái nhóm hạch, chín cái nhóm hạch ngoại vi mà chúng ta thăm khám trên lâm sàng. Và khi mà thăm khám một cái hạch to thì các bạn phải khám đầy đủ, phải khám đầy đủ hết các nhóm hạch ngoại vi này. Thứ nhất là hạch ở vùng chõm, cái vùng sâu gáy nha. Thứ hai là cái vùng hạch sâu mang tai, sâu xương chủng. Thứ ba là cái hạch dưới hàm, hoặc là hạch dưới hàm là dọc theo cái cơ ức vận chủng đấy, hoặc dưới hàm là cái cổ dọc theo cơ ức vận chủng. Thứ tư là cái hạch nhóm hạch dưới đòn, hạch dưới đòn. Thứ năm là cái nhóm hạch ở bờ trong của cái cơ nhị đầu cánh tay, ở nách, ở trong cái cơ nhị cái bờ trong đầu tay. Và thứ tám là cái nhóm hạch ở bẹn, thứ chín là cái nhóm hạch ở khêu. Thế thì hạch ngoại vi là nó phân bố các em, nó phân bố đều khắp trong cơ thể chứ nó không phải nó chỉ phân bố ở những cái vị trí này. Nhưng những cái vị trí này là những cái vị trí mà tập trung nhiều cái hạch đặc, nhiều hạch đặc biệt. Cái nhóm hạch thứ hai là cái nhóm hạch nội tạng, thì nó gồm có cái nhóm hạch ở trung thất này, nhóm hạch ở cổ bụng, hoặc là ở amidan, còn nhiều cái nhóm hạch ở bên trong nội tạng nữa. Và người ta thấy rằng là đối với cái nhóm hạch này thì chúng ta hoàn toàn không thể thăm khám lâm sàng trực tiếp bằng nhìn sờ hay gì hết, không khám lâm sàng trực tiếp, nhưng mà dựa vào những cái dấu hiệu lâm sàng gián tiếp, từ đó mình nghĩ đến cái bệnh cảm tại các nhóm hạch này, từ đó mình đưa ra những cái tổng lâm sàng, những cái chỉ định xét nghiệm phù hợp để chẩn đoán. Thế thì ngoài hai cái nhóm hạch trên thì người ta thấy rằng cái cơ quan lympho, cơ quan lympho nó còn có những cái tổ chức lympho, còn thì nó khác, nó còn có những cái tổ chức lympho ngoài hạch. Cô ví dụ như là điển hình là chính là lách, lách chúng ta vừa mới học xong đấy, và những cái mô lympho khác ở trong đường tiêu hóa. Thì đối với cái bài ngày hôm nay, thì cô chỉ đề cập đến cái chọn nhóm hạch to là cái nhóm hạch ngoại vi hoặc là cái nhóm hạch ở nội tạng thôi. Còn cái bài lách to thì tôi đã trình bày cho mấy em rồi. Còn những cái mô lympho sự phì đại, sự to lên của những cái mô lympho ở đường tiêu hóa thì mấy em sẽ có cái cơ hội tìm hiểu ở những cái học phần khác nha. Vậy thì dựa vào khi mà mình nắm được cái vai trò của hạch rồi thì em có thể giải thích được những cái cơ chế mà gây ra hạch to. Thì người ta thấy là có 5 cái cơ chế gây ra hạch to. Thứ nhất là hạch to tăng sinh phản ứng, do tăng sinh phản ứng của cái nang nang lympho có trường hợp nhiễm khuẩn, hoặc là trong trường hợp nhiễm virus như là bạn vừa trình bày đấy, ví dụ như là mình bị nhiễm viêm họng, những cái nhiễm khuẩn này, cái này nó tương ứng với cái chức năng, đó là cái chức năng tham gia vào phản ứng viêm, đúng không? Tham gia vào phản ứng viêm, tham gia vào cái vai trò của hệ miễn dịch. Cái cơ chế thứ hai đó là xâm lấn những cái tổ chức của mặt, xâm lấn những cái tổ chức ở trong mặt, ví dụ như trong các cái bệnh lý ác tính, ví dụ như cái bệnh lý máu, ví dụ như là leukemia hoặc là ung thư. Ung thư có thể là ung thư tại mặt hoặc là ung thư ở những cái cơ quan, những cái tạng khác mà di căn đến tử mặt. Cái nguyên nhân thứ tư đó là hạch to do xung huyết. Cái nguyên nhân thứ năm đó là hạch to do các cái bệnh lý chuyển hóa, một số các cái bệnh lý chuyển hóa, hoặc như là cái bệnh là Sakorio, đây là cái bệnh đây hay còn gọi là u hạt các em, đây là cái bệnh u hạt, và khi có cái tình trạng tăng sinh quá mức những cái tế bào viêm, và thường người ta gặp cái bệnh này ở phổi và ở hạch. Thế thì bây giờ chẩn đoán cái hạch to thì thăm khám trên lâm sàng mình phải chú ý những cái điểm gì? Thì thăm khám trên lâm sàng khi mà hỏi bệnh, cái mục đích của hỏi bệnh cuối cùng là để chúng ta tìm ra cái nguyên nhân gây hạch to. Giống như trong lách to, lách to hay hạch to nó là triệu chứng,
và nó cũng có rất nhiều những cái nguyên nhân. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải khai thác cái bệnh sử, cái tiền sử kết hợp với thăm khám lâm sàng để mà mình định hướng cái nguyên nhân này thật to là gì. Thế thì khi hỏi bệnh, các bạn hỏi cái gì? Thứ nhất, xác định cho được thời gian xuất hiện cái thạch to. Mình hỏi bệnh nhân, bằng cách mình hỏi bệnh nhân, cô hay chú hay bác này phát hiện là cái thạch này nó to lên, cái thạch này nó to lên từ bao giờ, đúng không? Cách đây một tuần hoặc là một tháng, hay là cách đây là một năm, hai năm, ba năm. Nên cái thời gian đó nó giúp chúng ta nhìn hướng, chẩn đoán đây là một cái bệnh lý về thạch cấp tính, đây là một cái tình trạng thạch to cấp tính hay là thạch to mãn tính. Cái câu hỏi thứ hai đó là chúng ta phải hỏi hỏi và cả kết hợp với khám nữa để tìm những cái dấu hiệu khu trú, những cái dấu hiệu khu trú bên xung quanh cái hạch to đó nha, xung quanh cái hạch to đó. Thế thì nó liên quan đến cái chức năng, đến cái vai trò miễn dịch, cái vai trò trong phản ứng viêm của hạch. Thường nó sẽ là nó thể hiện cái tình trạng viêm của những cái cơ quan lưu dẫn với cái hệ mạch bạch huyết. Cái dấu hiệu tiếp theo đó là chúng ta hỏi đến những cái dấu hiệu toàn thân, dấu hiệu toàn thân, ví dụ như là sốt, hỏi cái triệu chứng của sốt, hoặc là hỏi những để mà định hướng những cái nguyên nhân toàn thân, định hướng những nguyên nhân toàn thân, ví dụ như những cái viêm toàn thân chẳng hạn, cái viêm nhiễm toàn thân chẳng hạn, hoặc là cái tình trạng chán ăn, tình trạng gây sút, để mình liên hệ những cái bệnh lý ác tính về máu, những cái bệnh lý ác tính ở hạch hoặc là ngoài hạch. Và một cái thông tin khi mình cần hỏi nữa đó là cái tiền sử sử dụng thuốc của bệnh nhân, là cái yếu tố dịch tễ, cái vùng mà bệnh nhân sinh sống, cái vùng mà bệnh nhân đi tới du lịch để mà mình nghĩ đến cái nguy cơ bị nhiễm virus, bị phơi nhiễm vi khuẩn virus, đúng không? Và sau khi mà hỏi bệnh thì chúng ta sẽ tiến hành thăm khám. Thế thì khi mà thăm khám một cái hạch to, và cô nhắc lại, thăm khám hạch to đây là chúng ta thăm khám trực tiếp đối với nhóm hạch ngoại vi, và thăm khám thông qua những cái dấu hiệu gián tiếp để mà đánh giá cái hạch to ở cái nhóm hạch nội tạng. Thì đối với cái nhóm hạch ngoại vi, khi mà xác định một cái hạch to, các bạn phải trả lời cho cô được 6 cái đặc điểm. Thứ nhất là cái kích thước của hạch, mình bằng sờ, đúng không? Bằng sờ chúng ta ước lượng cái đường kính của hạch, cái kích thước của hạch là bao nhiêu. Cái thứ hai là cái số lượng, cái tại một cái vùng hạch, ví dụ như là cái vùng hạch ở cổ hoặc là vùng hạch ở nách, ở queo, ở bẹt, thì chúng ta thăm khám thì là cái số lượng hạch, một hạch hạch to đơn độc hay là có nhiều hạch, đúng không? Có nhiều hạch thì nó sẽ định hướng cho mình cái nguyên nhân. Cái thứ ba là mình xác định cái bề mặt của hạch, không? Nó nhẵn hay là nó gồ ghề, không? Cái thứ tư là cái mật độ, nó cứng chắc hay là nó mềm, cứng chắc hay là nó mềm, để mà mình sẽ định hướng cho mình đây là một hạch viêm, hoặc là hay là một cái bệnh lý gì về hạch chẳng hạn, không? Cái đặc điểm thứ năm đó là cái tính chất di động, xem thử là khi mình sờ thì hạch di động kém hoặc hay là di động dễ dàng, có dính những, nếu như tại cái vùng mình thăm khám có nhiều hạch thì các bạn phải xác định là những cái hạch này nó có dính vào nhau hay không, đúng không? Và nó có dính vào da, nó dính vào những cái tổ chức xung quanh hay không, đúng không? Cái đặc điểm thứ sáu đó là tìm cái đặc điểm viêm, để tìm cái đặc điểm viêm đó chính là cái dấu hiệu sưng, nóng, đỏ, đau, đúng không? Mình sẽ thăm khám và kết hợp là mình sẽ hỏi về tìm cái dấu hiệu sự viêm. Như vậy thì đó là thăm khám lâm sàng, còn mình có những cái cận lâm sàng gì để giúp chẩn đoán một cái hạch to, thì người ta thấy rằng các cái xét nghiệm, những cái xét nghiệm mà chúng ta khi mà chúng ta chỉ định nhá, thì nó rất có nhiều ý nghĩa, rất có nhiều ý nghĩa để mình chẩn đoán xác định đây là hạch to hay là những cái khối u gì khác, được chưa? Cái thứ hai là mình xác định được là cái kích thước của hạch, không? Rồi cái thứ ba, từ cái xác định được cái kích thước, cái tính chất, mình đưa đến tìm cái nguyên nhân, thì cái cận lâm sàng đầu tiên đó là
xét nghiệm tế bào máu ngoại vi hay còn gọi là công thức máu không em? Thế thì công thức máu nó giúp định hướng một số các cái nguyên nhân, ví dụ như mà xem thì bạch cầu có tăng hay không, đúng không? Bạch cầu có tăng hay không, tăng dòng bạch cầu nào, đúng không? Trong những cái trường hợp ví dụ như có nhiễm khuẩn hay là có các cái bệnh lý, các cái bệnh lý bạch cầu ác tính, hoặc là cái trường hợp là bệnh nhân có nhiều khi virus nghĩa là tăng cái dòng bạch cầu mono và gây ra cái hạch to cho bạch cầu viêm, hoặc là những cái xét nghiệm để đánh giá cái tình trạng viêm, ví dụ như là tốc độ lắm lắm máu hoặc là mình điện di protein để mình xem thử là có tăng cái globulin miễn dịch hay hay không, hoặc là những cái chẩn đoán hình ảnh như là X quang này, X quang chọn cái chẩn đoán hình ảnh như là X quang này, siêu âm này, thì mình giúp mình chẩn đoán các cái bệnh lý của những cái cơ quan lân cận, ví dụ như bệnh nhân có cái hạch ở vùng nách, có cái hạch ở vùng cổ chẳng hạn ha, thì mình siêu âm, mình X quang xem cái tìm xem những cái bệnh lý ở trung thất như là có u ở phổi gì hay không, có tổn thương gì ở lao hay không, vật. Một số các cái xét nghiệm khác như là hạch đồ, hạch đồ thì người ta làm cái gì, người ta sẽ sử dụng cái kim nhỏ người ta chọc vào trong hạch và người ta lấy ra, người ta sẽ quan sát cái hình thái tế bào bên trong hạch, xác hạch đế này, và mình xem thử là nhiều khi người ta sẽ phát hiện ra những cái tác nhân, những cái tác nhân gây bệnh, ví dụ như là vi khuẩn hoặc là lao, hoặc là quan trọng hơn là mình xem thử là có những cái tế bào ác tính hay không, đây là cái hạch do bệnh lý ác tính hay đây là cái hạch do phản ứng viêm. Vậy thì hạch to cần chẩn đoán phân biệt với những trường hợp nào? Ví dụ như chúng ta phân biệt với những cái nang hay là những cái u mỡ dưới da, các bạn đã gặp những cái u mỡ dưới da này chưa? Thế thì những cái u mỡ dưới da cũng có thể làm nhầm lẫn với một cái hạch to, và khi thăm khám kỹ thì các bạn sẽ thấy nó có những cái đặc điểm rất là khác biệt. Đối với cái u mỡ thì thường là nó mềm hơn, và u mỡ thì hoàn toàn là nó có thể là nó gặp ở bất kỳ cái vị trí nào trong cơ thể, và nếu như và thường thì nó sẽ không nằm trên cái đường đi của cái hệ mạch bạch huyết, thì nó nằm trên đường đi mạch huyết. Còn nếu mà nằm trên cái đường đi của hệ mạch bạch huyết thì chúng ta phải phân biệt sờ ha, mình xem cái tính chất ha, cái tính chất cái mật độ cái mật độ, cái tính chất nó mềm như thế nào để mình phân biệt. Cái trường hợp thứ hai là đối với cái vùng hạch ở vùng cổ dọc cái ức bằng chủng chẳng hạn, có hạch to chẳng hạn, thì chúng ta cũng cần phân biệt với một cái bướu giác. Thế thì để phân biệt với cái bướu giác thì các bạn phải quay lại nắm cái kiến thức để mình khám một cái bướu giác to, thì thường cái khối u cái bướu giác thì nó sẽ di động theo thêm một bước, nhiều thêm một bước, và nó có thể là kết hợp thêm các cái triệu chứng lâm sàng bất thường của cái tuyến giác. Cái thứ ba đó là chúng ta cần phân biệt với cái thoát bị bẹn, với cái trường hợp là hạch ở vùng bẹn mà to, thì nếu như cái thoát bị bẹn thì kích thước nó sẽ thay đổi nha, nó thay đổi khi mà bệnh nhân ho, hoặc là khi bệnh nhân thay đổi tư thế, hoặc là khi bệnh nhân làm những cái động tác mà tăng áp lực, thì nó sẽ thay đổi kích thước, đó là cách mà chúng ta phân biệt. Tên này là cũng chiếu cho mấy bạn cái hình ảnh u mỡ nè, cái hình ảnh u mỡ, và mình cũng cần phân biệt với cái u tuyến giác hay là một cái bướu giác, phân biệt với một cái hạch ở vùng cổ, vùng cổ to. Chẩn đoán nguyên nhân của hạch to, thì người ta thấy rằng chẩn đoán nguyên nhân của hạch to dựa vào cái thời gian khởi phát rất là quan trọng nha. Và do đó mà trong cái hỏi bệnh cô nhấn mạnh với mấy em phải hỏi cái thời gian hạch to ha. Hạch to đây là cấp tính, đây là hay là hạch to mãn tính, hạch to đây mới phát hiện hay là đã kéo dài nhiều tháng nhiều năm. Về đối với những cái hạch to trên một tháng em, trên một tháng thì người ta xếp là nhóm hạch to mãn tính, dưới một tháng thì người ta gọi là hạch to cấp tính. Cái đặc điểm thứ hai mà cô nhấn mạnh khi chúng ta thăm khám đó là xác định cho cô là tại cái vị trí của cái nhóm hạch ngoại vi đó thì hạch to đơn độc, một hạch hay là to nhiều hạch,
để mình định hướng cái nguyên nhân, định hướng cái nguyên nhân. Thì trên đây là hai cái bảng tổng hợp để giúp chúng ta định hướng chọn đoán nguyên nhân. Với trường hợp hạch to cấp tính mà đơn độc thì thường gặp là những cái nhiễm khuẩn tại chỗ hay là nhiễm khuẩn của những cái cơ quan xung quanh mà dẫn lưu cái hạch. Ví dụ như là viêm tai, viêm mũi, viêm họng, hoặc là những cái tổn thương về răng, hoặc là những cái viêm tĩnh mạch, hoặc là những viêm những cái tổn thương viêm ở dương vật hay là ở vùng rìa hậu môn, thì tương ứng cái nhóm hạch dẫn lưu ở gần đó nó sẽ to, và cái tính chất của nó là to cấp tính và đơn độc. Ngược lại đối với nhóm hạch mà to cấp tính nhưng mà nhiều hạch thì người ta thấy là thường gặp trong một số các trường hợp, ví dụ như nguyên nhân nhiễm virus, nhiễm ký sinh trùng hoặc một số các cái nhiễm khuẩn, hoặc đặc biệt là trong các cái bệnh lý ác tính về máu, ví dụ như là leukemia cấp, hoặc là nguyên nhân liên quan đến cái tiền sử sử dụng thuốc nha. Cái nhóm thứ hai là những cái nguyên nhân mà gây hạch to mãn tính, hạch to kéo dài trên một tháng nha em. Nếu như hạch to mãn tính mà đơn độc thì người ta thường thấy là nó liên quan đến tổn thương cái vùng dẫn lưu, ví dụ như ở cổ hàm, hoặc là hạch ở cổ liên quan đến cái u ở vùng thanh quản, thực quản hoặc là tuyến giáp. Hạch to ở vùng thượng đòn thì có thể là liên quan đến những cái ung thư ở tiêu hóa, ở thận, ung thư ở tiêu hóa, ở thận, ở tinh hoàn, ở tinh thất. Tương tự như vậy, hạch to ở nách thì thường là liên quan đến những cái u ác tính, ung thư ở vú. Ở vẹn thì liên quan cái bệnh lý ác tính ở vùng sinh dục, vùng hậu môn, vùng sinh dục. Hạch to mãn tính nhưng mà to nhiều, nhiều hạch to thì thường là liên quan, các bạn nhớ thì cái chẩn đoán nguyên nhân này nó có tính tương đối, có tính tương đối, và chúng ta định hướng thông qua việc khám lâm sàng, hỏi bệnh và khám lâm sàng, chúng ta định hướng nguyên nhân, từ đó chỉ định cái xét nghiệm phù hợp, để mà chẩn đoán xác định. Thì đối với cái nhóm hạch to mãn tính mà to nhiều hạch thì người ta sẽ thường gặp trong những cái bệnh lý nhiễm khuẩn mãn tính. Bệnh lý nhiễm khuẩn mãn tính thì nó sẽ gây cái hạch to mãn tính, ví dụ như là leukemia mạng này, đúng không? Hoặc là những cái bệnh lý là nhiễm khuẩn, nhiễm virus như giang mai rồi HIV, hoặc là các cái bệnh lý hệ thống toàn thân, lupus ban đỏ, hoặc là hội chứng vô gen, vân vân. Thì cái bài chẩn đoán hạch to thì nó tương đối là ngắn thôi, khá là đơn giản. Thế thì buổi chiều hôm nay cô trình bày cho các bạn xong là 3 bài, hội chứng xuất huyết, chẩn đoán nách to và hạch to. Và cái học phần nội cơ sở thì là cái bài cô trình bày, đây là cái buổi cuối trong cái học phần nội cơ sở. Thì các bạn có cái thắc mắc gì không trong cái quá trình học? Các em còn buổi nào nữa không? Nội cơ sở ấy. Dạ, còn một buổi thứ 6 nữa cô. Còn buổi thứ 6 à? Của thầy cô nào đó em? Dạ, có cô Nhàn. À, còn buổi thứ 6 của cô Nhàn nữa. Dạ cô ơi, hôm bữa cô có nói là bọn em vẫn chưa có bài kiểm tra 25% đó cô. Cô không biết là như thế nào, hay là lấy cái bài bữa trước mà cô cho bọn em kiểm tra cái bài, tất cả những cái bài mà kiểm tra vừa rồi của mấy em, nó có một bài của cô này, có bài của thầy Huân nữa đúng không? Yeah. Bài của thầy Huân thì cô bài thầy Huân bọn em lo không biết làm là toàn không điểm cô ạ, vì không nộp kịp cô ạ. Bài hôm đó hôm đầu tiên mới học luôn cái kiểm tra nên đâu có biết vô cái classroom để làm bài đâu cô, nên là nó hơi tốn thời gian đó. Cái này không lấy điểm cô à? Thầy Hương nói là không lấy điểm. Không lấy điểm bài đó. Yeah. Điểm bài cô ạ, hay điểm bài cô là 200% được. Cái đấy thì cô sẽ hỏi lại cái bộ môn với lại chỗ thầy cô trợ giảng ha. Thì từ cái bài của thầy Hương thì thầy đã nói là không lấy điểm rồi. Còn thì những cái bài khác thì có bài của cô nhà cho em kiểm tra chưa? Chưa, chắc phải mua tới. Chưa. Thì trên tinh thần là mấy em cứ
học lại hết những cái bài mà đã học trong cái học phần nội cơ sở, đúng không? Và cô sẽ liên hệ với thầy trợ giảng nữa là tới anh em có bài kiểm tra hay không, có bài kiểm tra hay không, và cái thời gian nào thì sẽ báo để anh em có cái chuẩn bị nha. Nhưng các bạn cứ về nhà học lại đi, học lại hết bài đi để mà làm bài cho nó tốt. Cho em hỏi cái chỗ cái này thì cái chỗ mà trong cái bài một số rối loạn nước tiểu thường gặp trên lâm sàng cô, cái chỗ mà định nghĩa đái ít là cái lượng nước tiểu dưới 500 ml trên 24 giờ hoặc dưới 0,4 ml trên giờ, cái chỗ 0,4 nó có bị lộn không cô? Tại vì nếu 0,4 ml trên giờ thì 24 tiếng là chỉ dưới 10 ml như thế thì nó sẽ rơi vào vô niệu, là dưới 100 ml trên 24 giờ là vô niệu rồi. Cô cảm ơn em. Cái chỗ này nó không có nhầm lẫn. Tuy nhiên trong một số các cái trường hợp mà để chẩn đoán tiểu ít, nhiều khi không cần phải đợi đến 24 giờ, không cần đợi đến 24 giờ. Ví dụ như trong những trường hợp mà tổn thương thận cấp ha, giai đoạn sớm, giai đoạn tiểu niệu vô niệu, bệnh nhân có triệu chứng tiểu ít, rồi nặng hơn nữa thì vô niệu, thì các bạn với cái trường hợp mà bệnh nhân đến muộn, bệnh nhân có triệu chứng tiểu ít trước đó rồi thì mình sử dụng là lượng nước tiểu trong vòng 24 giờ, hoặc là nếu như bệnh nhân đang theo dõi, đang theo dõi từ cái giai đoạn khởi phát sang cái giai đoạn tiểu niệu vô niệu, thì các bạn sẽ sử dụng cái tiêu chuẩn là tính hàm lượng nước tiểu theo giờ nha, sử dụng lượng nước tiểu theo giờ để mình chẩn đoán sớm cái giai đoạn của bệnh nhân. Chứ không phải là các em phải tính ra cái ml xong nhân cái 24 giờ thì nó có đạt tiêu chuẩn hay không. Thì cái cách, đó là cái cách ứng dụng em nhé, cái cách ứng dụng. Dạ, cảm ơn. Còn thông thường thì mình sẽ dựa vào trên lâm sàng thì vẫn thường là dùng cái tiêu chuẩn là lượng nước tiểu trên 24 giờ nhỏ hơn 500 ml nhé, 500 ml trong vòng 24 giờ. Cô ơi. Hello. Em hỏi là ví dụ cái chỗ mà u mỡ, ví dụ như ở tuyến cơ sở như tuyến huyện tụi em làm á, mà ví dụ như em khám mà em ngờ là đó một cái u mỡ, thì mình có nên xử lý là mình mổ bóc tách, hay là với lại trước khi làm là mình sẽ cho làm xét nghiệm cái lại siêu âm, hay là mình sẽ tư vấn cho bệnh nhân đi xuống tuyến dưới để sinh tiết rồi cô làm tế bào mô học? Cảm ơn em. Nếu mà bây giờ khám một cái khối nghi ngờ nó là u mỡ, không, hồi nãy là có cái u mỡ cần phân biệt với một cái hạt to, trên lâm sàng hoàn toàn đó là cái không cần phân biệt, cái trường hợp cần phân biệt, nhưng mà trên lâm sàng hoàn toàn phân biệt được với cái u mỡ. Bây giờ xử lý sao với một cái u mỡ, không? Thế thì cái u mỡ nó có gây ra cái, tất nhiên cô không có chuyên sâu về ngoại lắm, nhưng mà với một cái u mỡ thì thường không có can thiệp ngoại khoa, mà người ta sẽ đi tìm những cái rối loạn khác, hoặc là thường là những cái rối loạn về chuyển hóa lipid ha. Mình kiểm tra thử là bệnh nhân có hội chứng chuyển hóa hay không, có rối loạn về lipid hay không, những cái đánh giá những cái yếu tố nguy cơ tim mạch của bệnh nhân. Chứ còn can thiệp ngoại khoa thì rất ít, trừ trường hợp là nếu nó có ảnh hưởng thẩm mỹ gì đó, và bệnh nhân ảnh hưởng thẩm mỹ gì đó thì bệnh nhân muốn can thiệp ngoại khoa thôi. Yeah. Còn cái trường hợp nữa bạn nói là có cần phải đem sinh thiết hay không, cần phải đem sinh thiết hay không, thì nếu mà nghi ngờ, không, ví dụ như nó có những cái đặc điểm gì mà em nghĩ là nghi ngờ đến ác tính, hoặc là vẫn khó, quá khó phân biệt với hạt to, hoặc là phân biệt với khối u gì, thì mới sinh thiết. Trường hợp nó quá to, ví dụ như vậy, hay nó quá bất thường ấy. Còn đa số các trường hợp trên lâm sàng thì với một cái u mỡ người ta không xử lý gì hết, cũng không cần sinh thiết. Vừa nãy cái hình chiếu của cô là những cái u mỡ nó toàn là những cái lớn mình có thể nhìn bằng mắt thường được. Đúng rồi, u mỡ hoàn toàn nhìn được bằng mắt thường. Dạ, ví dụ như là mình khám rồi mình
coi nó kiểm tra xong rồi mình sẽ siêu âm xong mình làm xét nghiệm. Mình cảm thấy nó ổn thì mình có thể mổ thì mình bóc tách nó ra được hay không, hay là mình sẽ tư vấn cho bệnh nhân xuống dưới trên lên trên để người ta làm những cái ví dụ như là tế bào